Hello chị Nguyễn Hải An nha, em xin chào chị Hoàng Mai ạ. Set này bán mình áo không ạ? Chị Thu Nam ơi, set của em chả là đi theo set nha chị. Chị Vivi có hỏi là có đồ bộ mặc nhà không ạ? Đồ bộ mặc nhà em có chị mình ạ. Chị mình thích lên nào? Các chị em mình thích lên bộ pyjama thì mình muốn lên bộ dài tay hay là mình muốn lên bộ ngắn tay thì các chị mình cứ bình luận nhá. Lát nữa em chả sẽ lên. Hôm nay thì sẽ có lên theo những cái yêu cầu của các chị mình nha. Set em mặc đẹp quá. Dạ cảm ơn các chị mình. Lâu lắm rồi thì em chả chưa chơi game đúng không các chị? Thế nên là ngày hôm nay mình chơi game cùng với em nhá. Dạo này thì những cái buổi live của em chả thì đang có những cái gọi là để đợi hàng về được các chị mình. Có nhiều mã đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thế nên là các chị mình ơi, hôm nay mình chơi game đi. Lâu lắm rồi em chả chưa tặng cho một chị nào cả. Hôm nay mình sẽ có một cái món quà tinh thần mang đến các chị mình nếu như mà chị nào trúng game nhá. Và mình chơi mini game cực kỳ dễ dàng cho em này, bình luận các chị mình ạ. Hôm nay mình chơi vuốt lướt nha. Bộ này bao nhiêu em? Bộ này bộ mới chị Hoàng Mai ạ. Nhưng mà tuy nhiên thì em chẳng muốn là đợi các chị mình vào đông hơn ý. Đầu like thì mình sẽ mình sẽ đợi các chị mình vào đông hơn một chút xíu nhá. Sau đó là mình sẽ bắt đầu với cái set em chả mặc bình luận giúp em đi. Hôm nay mình chơi cú pháp. Mình chơi sẽ là chơi mini game vuốt lướt nha. Em chả vuốt vào chị nào thì may mắn sẽ đến với chị đấy được không ạ? Cực kỳ là công bằng luôn. Và bây giờ thì mình sẽ bình luận cho em cú pháp sẽ là mình bình luận cho em sẽ là đồ công sở iMode hàng đầu các chị mình nhá. Đồ công sở iMode hàng đầu đi được không các chị? Để em trà sẽ là lát nữa mình sẽ chơi vuốt lướt nha. Chia sẻ giúp em 5 lần trang cá nhân, 5 lần hội nhóm nhá. Em sẽ check luôn trực tiếp chị nào có lượt chia sẻ rồi thì chị đấy là người may mắn cho em. Chết mê chết mệt với set bộ mặc nhà iMode mà đang dịch không thể đặt được. Chị ơi chị Bích Vân ơi, như vậy là tiếc quá chị Bích Vân ạ. Em bảo này, những chị có rất là nhiều chị đang ở những cái khu vực mà mình không nhận được hàng. Tuy nhiên thì em chả có cái cách này rất là hay, bởi vì là bây giờ các chị mình cũng đang làm theo em rồi. Đó chính là mình thích cái bộ nào mình chỉ cần cọc trước cho em một gọi là một cái số cọc chỉ là giữ hàng thôi các chị mình nhá. Mình cọc trước cho em để khi mà các chị mình nhận được hàng rồi ấy thì sẽ bắt đầu gửi hàng cho mình nhá. Bộ công sở iMode của em đẹp quá. Dạ cảm ơn chị, bạn này là dòng mới chị ạ. Bạn này thì lát nữa. Bây giờ đầu livestream thì các chị đang vào dần. Thế nên là em chả sẽ chơi game trước nhá. Mình bình luận cho em cú pháp ngày hôm nay sẽ là đồ công sở iMode hàng đầu kèm nhiều hình trái tim để cơ hội mình trúng quà càng cao đúng không các chị? Đúng không ạ? Mình đồng ý với em chàng không? Đẹp quá em gái. Dạ em gái cảm ơn chị Mai Lê nha. Đấy chị Huyền. Chị Huyền đang là người chơi mini game với em trà này. Nhưng mà tuy nhiên nhớ giúp em này, nếu như mà chị nào chơi game với em là phải có đủ lượt chia sẻ nhá. Phải có tag danh hiệu người chia sẻ. Và bây giờ thì mình sẽ dành ra 12:38. Mình dành ra 2 đến 3 phút để chơi game với các chị ạ. Đến tầm 12:40-41 nhá là mình sẽ tìm ra một chị may mắn nào. Càng các chị em mình bình luận càng nhiều thì cơ hội chúng càng cao cho em nhá. Set em mặc xinh quá, lên cho em gái. Hôm nay em mới lên chị ạ, set này là set mới. Hôm nay em chả mới lên. Và bây giờ thì mình bình luận giúp em để nhận quà. Nhận quà không đồng từ iMode đấy các chị. Lâu lắm rồi mình chưa chơi game nhá. Bình luận cho em này, đồ công sở iMode hàng đầu kèm trái tim. Bình luận của các chị mình càng dài thì cơ hội chúng càng cao. Để em xem là có chị nào mà mình chưa từng nhận quà của em không. Có chị gái nào mình chưa nhận quà của em chào không ạ? Hello chị Anh nha. Hello chị Anh Chu nha, em thấy chị Anh Chu chấm chấm rồi. Chị Nguyễn Thật Thành cũng chấm luôn này. Đồ công sở iMode hàng đầu thấy chị Quốc Mộc rồi. Chị Quốc Mộc và chị Huyền mình tham gia mini game với em nhớ là phải có lượt chia sẻ nhá. Có tag người danh hiệu người đã chia sẻ rồi để mình được nhận món quà không đồng các chị ạ. Nhận luôn món quà không đồng cho em nha. Chị Quốc Mộc em thấy này, chị Thu Phương này. Các chị cứ phải comment như này này, đồ công sở hàng đồ công sở iMode hàng đầu chuẩn luôn chị Huệ ơi. Đúng rồi, chị Huệ là người có kinh nghiệm. Đó các chị mình ơi, nhìn các chị mình bình luận giúp em giống như chị Huệ nhá. Tức là mình bình luận càng dài thì cái cơ hội mình trúng càng cao. Còn nếu như mà mình chỉ cần bình luận đúng một câu là đồ công sở iMode hàng đầu thôi thì cái khả năng mà khi mà em chào vút ấy, để lát nữa em chào sẽ vút như này này các chị này, thì mình trúng rất là thấp nhá. Chất vải có mát không em? Dạ bộ em đang mặc cả chị. Bộ em chả đang mặc chất vải, lát nữa em giới thiệu tỉ mỉ hơn, kỹ hơn. Riêng về giới thiệu sản phẩm thì là nghề của em rồi. Thế nên là lát nữa em chả sẽ giới thiệu về cái chất vải, sợi vải và có mát, có nhăn hay không. Thì đợi em, bây giờ thì em mong muốn là tìm được một chị may mắn. Một chị may mắn trúng thưởng ngày hôm nay đi ạ. Mình nhớ giúp em là phải có đủ lượt chia sẻ nha. Nếu như mình chưa có lượt chia sẻ thì rất là tiếc các chị ạ. Tức là mình thiếu đấy, mình thiếu các bước. Đồ công sở iMode hàng đầu chị Thu Hà Trần này. Em thấy có chị Thu Hà Trần rồi cũng đang làm đủ rồi đấy, có người chia sẻ luôn. Chị Hoa Còi, mình cũng thêm chị Hoa Còi bình luận rất là dài này. Nhưng mà thêm cho em cú pháp chơi game nhá. Đồ công sở iMode hàng đầu để mình chơi game tất tay ngày hôm nay luôn. Em thấy là có chị em thấy có chị Huyền Thương cũng đang rất là đúng cú pháp rồi. Chị Nhâm Nguyễn này, còn chị gái nào nữa để em chẳng gọi tên luôn.
Bây giờ đang là 12:40 các chị. Còn đúng 1 phút cuối cùng nữa thôi ạ. 1 phút duy nhất nữa để các chị mình có thể tìm ra được người may mắn nha. Nhớ giúp em là bình luận không giới hạn. Mình càng bình luận nhiều cơ hội chúng càng cao. Và phải có ít nhất là danh hiệu người chia sẻ cho em nhé. Có danh hiệu người chia sẻ cho em ạ. Chị chưa nhận được quà bao giờ này em ơi. Chị ơi, thế thì hôm nay mình nhận cho em. Hôm nay thì em chả sẽ vuốt trực tiếp tìm ra người may mắn nha. Mong muốn của em là mỗi ngày sẽ tặng một chị nhé. Đồ công sở iMode hàng đầu. Sao mình không biết cách lấy hình trái tim nhỉ? Lấy hình trái tim thì để em trà chỉ cho các chị vậy. Chờ các chị mình ơi. Các chị gái của em trà kiểu như là rất là đáng yêu nhá. Mình bình luận cho em ở đây. Và nếu như mà các chị mình muốn bình luận thêm những cái hình gọi là hình trái tim này, hình quả này, hoặc là những cái hình hoa ấy, thì các chị mình bình luận vào cái mặt cười này cho em này. Mình ấn vào cái mặt cười này cho em nhá. Đó, các chị thấy không? Ngập tràn luôn. Mình thích hình gì mình bình luận vào hình đấy cho em. Và mình bình luận càng nhiều cái hình này ấy, thì cơ hội chúng càng cao. Rồi, bây giờ thì em trà sẽ chuẩn bị bắt đầu vuốt nha. Em sẽ bắt đầu vuốt lướt này. Để em sẽ đợi em một chút xíu nhá. Em trà sẽ bắt đầu vuốt lướt để tìm ra một người may mắn trong ngày hôm nay. Ok. Bộ em mặc bao nhiêu vậy? Bộ em mặc, đợi em một chút chị ạ. Bộ em mặc, đợi em một chút nhá. Để bây giờ mình tìm ra một người may mắn đã các chị mình. Rồi, em trà đã chuẩn bị ngay một cái thiết bị trên tay rồi. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu vuốt lướt. Các chị mình theo dõi nhá. Mini game này. Lâu lắm rồi em trà không chơi game các chị ạ. Hôm nay chơi game mà cái cảm giác mà không biết là chị nào là người may mắn có duyên với em. Hello chị Hạnh Phạm nha. Dạ các chị mình đợi em một chút. Bây giờ em trà sẽ đếm nhá. 1 1 2. Bình luận càng nhiều cơ hội chúng càng cao các chị mình ạ. Xem là ngày hôm nay các chị mình có đủ lượt chia sẻ chưa. Và cuối cùng là con số 3. Tay em trà đang chạm vào chị có tên Facebook ở đây là chị gái tên là chị La Lan Anh ạ. Chị La Lan Anh nhá. Không biết là chị La Lan Anh có lượt chia sẻ chưa. Bây giờ em kiểm này. Bây giờ em trả kiểm tra nha. Nếu như mà mình có lượt chia sẻ thì mình sẽ được nhận món quà không đồng của iMode nhá. Đây, chị La Lan Anh. Em đang ở tường của chị Lan Anh rồi. Bây giờ em trả sẽ đếm này. 1. Tuy nhiên chị La Lan Anh mình chưa có lượt chia sẻ lên trang cá nhân ạ. Vậy thì bài gần nhất em thấy là ngày 18 tháng 8. Vậy nên là bây giờ cho phép em trà sẽ hủy kết quả nhá. Thật sự rất là đáng tiếc là chị La Lan Anh này. Mình đã là người may mắn chạm đến món quà rồi. Bây giờ thì em trà sẽ vuốt luôn một lần nữa đi. Mình sẽ vuốt tiếp một lần nữa các chị mình nhá. Em sẽ bắt đầu đếm này. Bắt đầu đếm với các chị mình, đếm lại nha. Mong rằng lần này là trúng thưởng luôn các chị. 1 ạ. 2. Và cuối cùng là con số 3. Tay em trà đang chạm vào tên Facebook của chị Phạm Thị Huệ. À, chị Huệ của em đây rồi. Không biết là chị Huệ đã chia sẻ cho ai mốt cho chị để em kiểm tra nhá. Chị Huệ đâu rồi? Chị Huệ thì nhiệt tình lắm nhưng mà em vẫn phải kiểm tra công bằng. Đây, em đang ở tường Facebook của chị Phạm Thị Huệ rồi. Bây giờ thì em trà sẽ kiểm tra xem là chị Huệ có lượt chia sẻ chưa nha. Một lần. Trước tiên là mình nhìn thấy một lần này. 2 3 4 5 6. 6 lần chia sẻ. Và chị có thêm 5 đến 6 lần chia sẻ trong hội nhóm nữa đúng không ạ? Bởi vì chị, đây, các chị nhìn giúp em nhá. Là những chị nào mà có lượt chia sẻ đầy đủ trang cá nhân, trang hội nhóm ấy, thì sẽ là có cái người tag chia sẻ này, có danh hiệu luôn. Chúc mừng chị Phạm Thị Huệ ngày hôm nay là người trúng thưởng món quà mini game của iMode. Món quà tặng chị luôn không đồng. Đấy các chị mình. Mai chơi tiếp đi em ơi. Ok các chị mình ạ. Nếu như mà các chị thích thì mai em sẽ chơi tiếp. Nhưng mà các chị mình nhớ luật chơi nhá. Luật chơi là phải có luật chia sẻ. Và mình bình luận càng dài càng nhiều, không giới hạn mà. Mình bình luận càng nhiều thì cái cơ hội mình trúng càng cao. Em ơi ghi cho chị Nguyễn Thị Huệ nhá. Để bảo chị ý là nhắn tin. Thì nhắn tin địa chỉ để mình gửi món quà cho chị ý. Vì chị kiểm tra luật chia sẻ của chị rồi. Xét bộ em mặc có bao nhiêu vậy? Chị Minh Thu Vũ này, chị Hoa Phượng này, các chị gái ngày mai mình vào chơi tiếp đi. Đầu like ngày mai em trả chơi tiếp nhưng nhớ giúp em là phải có đủ chia sẻ nhá. Vừa rồi là em trả gọi là chạm tay vào một chị đầu tiên, chị Lan Anh đấy. Mà lại tiếc quá, chị Lan Anh lại không được cái món quà đấy. Vô cùng là tiếc ạ. Hôm nay thì em trả sẽ có cái set đồ này vô cùng là đẹp các chị mình này. Set đồ của em trả mặc vô cùng là đẹp các chị mình nhá. Bạn này ngày hôm nay thì sẽ có 2 gam màu phiên bản set công sở. Có chị nào, trước tiên bây giờ em hỏi là nhá, em hỏi trước này, có chị nào thích cái set đồ của em trả mặc không? Thật sự là cái bạn này sẽ có một set đồ nhưng mà 2 giải màu các chị nhá. 2 giải màu hoàn toàn khác nhau. Áo sẽ là kẻ caro, chân váy là chân váy trơn. Và bạn này thì rất là giống cái mã
giống là giống cái kiểu mic thôi, giống cái kiểu mic của bạn VIP xanh thang để VIP nâu tây ấy. Em chả đã từng lên. Tuy nhiên dáng bạn này là dáng khác ạ. Form dáng bạn này là áo peplum, có bản đai eo, đính hoa duyên dáng nữa. À là chị Phạm Thị Huệ. Em chào, vừa đọc là Phạm Thị Huệ đúng không? Hay là em chả đọc là chị Nguyễn Thị Huệ hả? Em ơi ghi lại cho chị là chị Phạm Thị Huệ nha. Ừ, chị là người chia sẻ. Em cứ nhìn thấy chị Huệ nào mà có lượt chia sẻ thì tặng cho chị vậy nhá. Tặng cho chị đấy ạ. Chưa nhận được quà shop bao giờ. Chị Hoàng Mai, chị Hoa Phượng, chị Nguyễn Minh, chị Anh Ngọc và tất cả các chị mình ngày mai đầu like ngày mai mình chơi game với em tiếp. Mỗi ngày thì em sẽ tặng một mini game. Tuy nhiên các chị nhớ nhá, là mình phải có đủ lượt chia sẻ thì mình mới chơi game được với em nhá. Không vừa rồi thì tiếc lắm ạ. Vừa rồi là các chị mình thấy là bị lỡ mất món quà. Có duyên rồi nhưng mà chưa có phần các chị em mình ạ. Rồi bây giờ mình lên set của em mặc này. Set này của em chào mặc có giá gốc là, bạn này có giá là 995.000. Thật ra các chị mình nếu như mà chị nào để ý thì đa số tất cả các sản phẩm của iMode giá trung bình, giá trung bình dao động là 995.000 đến 1.350.000, tức là cái set đồ bộ đấy ạ, set đồ công sở đấy. À, chị nào chưa được nhận quà bao giờ mình cứ bình luận đi, em chả nhớ, ngày mai em chả gọi các chị mà vào xem live luôn. Ok chị, mình chị Huệ nhắn tin cho em nhá. Rồi ạ, bộ này có giá ngày hôm nay trên livestream em tặng các chị mình. Chất liệu là gì vậy em? Bạn này chất liệu của em chả đang mặc đó chính là chất liệu vân hàn cao cấp các chị mình ạ. Chất liệu vân hàn cao cấp, thật ra thì em chả để dễ hiểu hơn nhá, là bạn này có thể chống nhăn, hạn chế nhăn, chống nhăn, chống nhờn được các chị mình luôn. Thiết kế này mặc lên nó rất là thoáng các chị mình. Sợi vải các chị nhìn này, mình nhìn cho em nhá. Đây ạ, thiết kế cho mình, em chỉ có hai màu thôi, chỉ có kẻ đỏ đô này và kẻ đen. Bạn này các chị mình không cần mix với đai lưng nữa, bởi vì thật sự đã có một cái phiên bản đai. Phiên bản đai được đặt là phiên bản đai giả các chị mình nhá. Trên cái vòng eo của mình một chút xíu để các chị mình có một cái vòng eo mignon. Bạn này là bạn này nhìn đẹp quá em ơi. Dạ đúng rồi ạ, được mix giữa hai họa tiết các chị ạ. Áo là kẻ caro, chân váy là màu đỏ đô, là màu trơn nhá. Mình lên mã này cho em này. Mình lên giúp em là set kẻ đỏ hoặc set kẻ đen có đầy đủ form size SML XL. Và em có một tin vui nhá. Em chả có một tin vui là set này nếu như chị nào mà mình chia sẻ giúp em tắt 5 người bạn em free ship tiếp. Lại một cái món quà tiếp tục free ship ạ. 569.000 set này, nhưng mà công nhận set này rất là đẹp các chị. Ba giờ cũng thế. Nếu như mà chị em mình để ý nhá. Áo kẻ caro ấy và mix với chân váy trơn ấy thì người ta, nếu như mà người đối diện các chị mình nhìn thấy ấy, người đối phương nhìn ấy thì không biết là set đâu, mà tưởng là các chị mình tự mix, tức là mình tự gọi là tự mix mát đồ, không biết là một set gọi là đồng điệu. Nhưng tuy nhiên bạn này có ăn điểm ở ghi điểm với các chị mình này, cái phần đai các chị ạ. Cái phần đai này khi mà treo lên ấy thì cái phần đai nó sẽ chưa ghen thì cái bộ lại, bởi vì là chưa mặc các chị ạ. Nhưng khi mặc lên nhá thì cái phần đai các chị nhìn này cố định luôn, tức là đai nó sẽ nằm luôn vào cái điểm eo của mình. Còn khi mà chưa mặc thì cái bạn này nó sẽ đặt cái form dáng, tức là các chị mình hình dung là mặc lên người nó sẽ ôm vào người các chị mình ạ, thì sẽ đẹp hơn. Còn chưa mặc thì bạn này sẽ hơi đổ một chút các chị nhá. Mình sẽ mặc giống em trà này. Chốt cho em bạn này mã gì ạ? Bạn này, dạ đúng rồi, chuẩn các chị. Bạn này là một trong những cái mã mà em trà thích, bởi vì các chị em thì em thích kiểu phối màu ấy, em rất thích phối màu luôn. Nhưng cái mã nào mà phối màu như kiểu là tất nhiên là có những cái bạn mà gam màu trơn, một màu đồng điệu thôi cũng đã là hà lòng các chị rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì em chả thích chơi màu như này, thích mix màu này. Ở trên là kẻ, ở dưới là trơn, một màu trơn luôn. Chốt cho em bạn này sẽ là, dạ em chào chị Bông Cỏ Lau nha. Chị Kim Trung set kẻ đỏ chưa có size này. Chị Hoàng Mai set kẻ đỏ. Chị Hoàng Mai chắc là hôm nay em chả phải tặng quà cho chị rồi. Nhưng mình nhớ giúp em nhá, chị em mình chốt set kẻ đỏ hoặc set kẻ đen. Nếu như mà mình thích màu nổi bật thì mình lấy kẻ đỏ cho em, không thì mình lấy kẻ đen lát em mặc lên nhá. Lát em chả sẽ mặc lên từng màu một như các bạn mới như thế này. Nhưng mình nhớ giúp em là có đầy đủ cho em là gì ạ? Chia sẻ đi, chia sẻ tác bạn vào đây em chả free ship. 569.000 set này, một cái phong cách bạn này rất là trẻ. Nói đến họa tiết kẻ caro thì rất là trẻ trung rồi đúng không các chị? Mà cái phong cách bạn này thì em thích cái đai này. Em chả rất là thích đai nhá. Bình thường thì em hay gọi là kết hợp với các chị mình là, các chị ơi, mình mix một cái bạn bông hoa cài này, hoặc là táp cài đính đá, đính chữ cũng được. Nhưng mà bạn này là có một cái phần đai eo luôn các chị, bông hoa eo nha. Vô cùng là kiểu như là trẻ trung và giúp các chị mình có một cái vóc dáng tiêu chuẩn nhất, tỷ lệ vàng luôn. Form dáng áo là đánh được cái tay bồng tự nhiên. Bạn này là kẻ caro bản lớn các chị ạ. Set này của em chả mặc là kẻ caro bản lớn nhá, em đứng gần này. Chất liệu vân hàn cao cấp nhập khẩu. Hôm nay bạn này thì mình sẽ chỉ có 20 set thôi các chị mình nha. Đúng, sản phẩm này đang có sẵn ạ. Bạn này có sẵn và có khoảng tầm 20 set. Bây giờ những chị nào mà mình được em trả gọi tên là mình sẽ được chốt set kẻ đỏ các chị nhá. Xinh cực kỳ và mình không cần phải mix gì cả, chỉ có mặc nguyên lên thôi.
mình mặc nguyên giống như em chào, tôi không cần phải bích chân váy các chị này. Chân váy có độ co giãn này, bạn ấy quá là ghi điểm luôn các chị ạ. Dáng áo là dáng áo peplum cho em nhá, form đường ly eo, chất liệu vân hàn cao cấp. Em sẽ chuẩn bị ghi cho chị những tên sau đây để được free ship này. Link này, ghi tên cho chị sau đây được free ship. Ok ạ, à, chốt giúp em ơi, chốt thế nào vậy? Mình chốt giúp em là gì? Set kẻ đỏ hoặc set kẻ đen kèm size kèm màu. Em quay đằng sau nhá. Quay đằng sau là các chị mình nhìn xem cái form dáng bạn này nhá. Có phải là quá là mê không các chị? Tuyệt phẩm của các chị em mình, tuyệt phẩm ngọc nữ đấy. Bạn này là ngọc nữ cho em nhá. Ok nha, em sẽ bắt đầu đọc bài chị Ngọc Thúy. Chị Ngọc Thúy sẽ được free ship cho em nhá. Chị Thùy Dung mình có tác bạn bè rồi, mình chia sẻ thêm cho em chị đếm chào đọc tên này, cả chị Yếm Nguyễn nữa nha. Chị Kim Trung đâu rồi chị Kim Trung, em chả vừa thấy chị gái ở đây nhưng mà hình như là mình chưa có lượt chia sẻ rồi. Set này đẹp quá nhưng năm nay đi làm phải mặc áo có cổ. Chị Bông Cỏ Lau ơi, thật ra thì khi mà các chị mình đi làm thì em chả thấy là có cổ với có tay là cái phong dáng cố định rồi. Tuy nhiên cái set này nó rất là lịch sự chị ạ, cực kỳ lịch sự luôn. Mà coi trọng các chị mặc có trẻ ấy. Em thích cái phong cách nào nhìn nó sẽ trẻ trung, không bị dừ, không bị cứng nhé các chị. Ok, chị Ngọc Thúy là người đầu tiên free ship này. Kẻ giãn không bạn ơi, kẻ này chất liệu vân hàn cao cấp. Giãn hay không thì các chị mình cứ tin em trai nhá. Mình kiểm tra hàng vô tư thoải mái này. Vừa rồi em trả đặt tư vấn rất là kỹ là bạn này có độ co giãn 4 chiều. Chất liệu nhập khẩu bao giờ cũng sẽ mặc lên cực kỳ dễ chịu nha. Chị bộ đỏ xe hết nhé. Chị Nguyễn Thu, chị Meo Meo, các chị gái của em hiện nay thì em đang thấy là có chị 5 suất rồi. Em có 5 suất rồi nhưng mà tuy nhiên thì có đúng một chị được free ship thôi. Thì mình bình luận cho em để được bình luận chia sẻ cho em trà tác những người bạn vào đây để được free ship các chị em mình nhá. Chị Thu Phạm đang bảo là đầu độc luôn. Nhưng mà chị ơi, đây không phải là đầu độc mà kiểu có hại đâu. Đây là đầu độc theo kiểu tích cực chị ạ. Làm đẹp mà. Làm đẹp thì em chả nghĩ là cái quyền lợi các chị em mình rồi, nhưng mà set này đẹp lắm. Chị nào bỏ qua set này thì thật sự em rất là tiếc, bởi vì bạn này trẻ nhá. Tiêu chí của em chả là gì ạ? Có những set đồ sang trọng nhưng cũng phải đi cùng là có những cái set đồ trẻ trung các chị mình. Công sở thì không thể thiếu được những cái thiết kế như thế này rồi. Em ơi kiểm tra cho chị Kim Trung xem có chia sẻ chưa. Nếu như mà chị có rồi thì free ship cho chị Kim Trung. Kim Trung kiểm tra cho chị đã, sau đó thì mới viết, bởi vì là chị chưa có lượt chia sẻ, chị chưa nhìn thấy ở đây. Có bán áo riêng không em? Dạ chị ơi, set của em chả đang mặc thì là đi theo set chị ạ. Bạn là chất gì vậy em? Bạn em đang mặc chất liệu là vân hàn chị nhá. Lát nữa thì em chả sẽ mặc lên màu đen. Nhưng mà tuy nhiên kẻ đỏ này thì ngày hôm nay em cũng rất là thích cái màu này. Màu này là đỏ đô các chị ạ. Kẻ đỏ đô nhá. Đây, chất liệu thì mình nhìn em mặc lên này. Cái form dáng này kể cả các chị mình có kéo đến đâu đi chăng nữa thì cái đường eo nó vẫn rất là nét, bởi vì các chị hình dung nhá, là đi theo cái form rồi. Đi theo cái form từ vai này, đi xuống cái đường ly eo này. Đó, cắt cái đường ly eo các chị mình, tức là mình đi theo cái người của mình luôn rồi. Thế nên là các chị thấy là khi mà em chả kéo giãn đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ là một cái form các chị mình nhá. Đấy là cái điều vi diệu đúng không ạ? Chị ơi mua đi hàng. Chị Oanh Ngọc, chị ơi chị Oanh Ngọc có dịp mà mình mua hàng em chả free ship cho mình nhá. Chị Phạm Thị Tố Nga này, chị Tố Nga ơi, mình tag cho em người bạn để được free ship nhá. Set này kín đáo lịch sự trẻ trung đi làm công sở ok. Thật ra thì em nghĩ là set đồ mà có cổ thì các chị em mình tất nhiên là đi làm thì các chị mình không phải lăn tăn rồi. Nhưng không cổ cũng có nét đẹp của không cổ các chị em mình ạ. Không phải lúc nào mình cũng chỉ dập khuôn là mình lấy những cái set có cổ đâu. Theo em chả cái phong cách nào đẹp, cái bộ nào mà mình nhìn thấy cái form đẹp này, màu sắc đẹp và kiểu đẹp thì mình chốt cho em thôi. Đơn giản là như vậy. Còn có cổ hay không cổ thì chỉ là một cái thiết kế một phần đi kèm thôi chị em mình nha. Chốt cho chị đi em. Dạ chị Nhật Nguyễn ơi, bạn này em có giá là 569.000 ạ. 995.000 và ngày hôm nay chỉ còn 556.000 thôi các chị em mình nhá. Máy quên chưa để chế độ máy bay đúng không? Em để chế độ máy bay nhá. Ok ạ. Em sẽ tiếp tục đọc tiếp rồi. Em ghi cho chị Hoàng Mai đi. Chị Hoàng Mai fan cứng này, free ship với chị luôn. Chị Hoàng Mai ơi, mình tag những người bạn vào đây để có thể gom đơn cùng luôn nhá. Để em trà sẽ tiếp tục là tặng tiếp cho chị. Muốn dinh hết hàng nhà em về luôn. Hàng đẹp giá cả phải chăng. Vậy thì chị Mai Lê ở đâu em trà ship hết cho mình. Thật ra thì nếu như mà để nói là đồ công sở ấy thì em trà thấy nhiều các chị ạ. Thật sự, đây là em chả nói gọi là chia sẻ luôn ấy. Đồ công sở thì em thấy có rất nhiều, có rất là nhiều. Nhưng quan trọng ấy, mình muốn cái dòng sản phẩm chất lượng một chút. Tức là sao ạ, chất vải nó phải ok một chút để các chị mình mặc nó thoải mái này. Hoặc là mặc lên nó che khuyết điểm. Dòng sản phẩm nếu như mà chất liệu nhập khẩu thì sẽ che khuyết điểm tốt các chị nhá.
Trang khuyết điểm rất là tốt luôn. Và giá cả, cái điều thứ hai các chị mình quan tâm nhất là giá cả. Tài chính đó các chị mình ạ, nó sẽ phải phù hợp với cái tài chính mức độ của mình. Thì em nghĩ là iMode có thể đáp ứng được các chị nhé. iMode có thể mang đến cái dòng sản phẩm chất lượng không qua trung gian luôn. Và các chị mình có thể trải nghiệm thực tế những cái bạn đấy với mức giá phải chăng. Tính ra cả bộ 569.000 thì em thấy là nó sẽ rất là hợp lý và ai cũng có thể sử dụng được ạ. Lát nữa em mặc màu đen chị Ương Thuần nhé. Bộ em mặc là 569.000. Chị Thùy Dung mình chia sẻ và mình tag cho em người bạn để em chọn free ship nhá. Bộ em đang mặc 569, phần tay sẽ là tay lỡ, có trải cả viền đỏ các chị này. Cái đai này thì là phiên bản đai là đai cố định, nhưng mà tuy nhiên bạn này khi mặc lên ý, thì sẽ có cái tính năng làm các chị bất ngờ luôn, là cái phần đai các chị nhá, định hình cho mình cái phần eo. Và các chị mình kéo đây, mình kéo ra thì vẫn giãn, vẫn có cái độ co giãn, nhưng mà các chị mình yên tâm cho em, bạn này sẽ không bao giờ bay nhá. Chị Nam Thảo cũng có set kẻ đỏ cho em nha. Tuy nhiên các chị mình ơi, nếu như trong danh sách mà em Trà free ship thì các chị mình mới có đủ điều kiện cho em nhé. Chia sẻ này, tag 5 người bạn đúng không ạ? Em mặc có màu gì nữa? Em mặc có 2 màu. Quay sau cho chị xem nhé. Dạ vâng đây ạ. Đằng sau của em Trà này, những chị nào vừa đọc em chỉ có 20 suất thôi. Và vừa rồi thì chắc là có 10 chị rồi. Có 10 suất rồi ạ. Lên bộ đồ em đang mặc bao nhiêu tiền vậy? 569.000 bộ em mặc nhé. Áo sơ mi đi. Chị Thảo Nguyễn ơi, em có sơ mi hoa đấy và sơ mi chấm bi. Thì mình thích bạn nào thì các bạn sơ mi đấy là một khối. Đây ạ. Đây nhá. Chân váy cho em này. Chân váy cảm cao 2 lớp. Set của em Trà mặc có 2 màu. Chốt cho em là gì ạ? Kẻ đen, kèm size, kèm số điện thoại hoặc kẻ đỏ. Chị Trần Thị Lan ơi, cho chị kẻ đỏ. Ok chị gái luôn. Kẻ đen, kẻ đỏ bằng giá nhau. Bạn này có giá là 995.000. Mà form này càng ngắm càng thấy đẹp các chị mình. Thật sự là mặc cái set này lên là rất là trẻ nhá. Chị nào có những cái suy nghĩ là đồ công sở mặc lên nó sẽ bị túng, sẽ bị đơn điệu hoặc là sẽ bị già các chị, thì mình mặc thử cho em bộ này. Không cần mặc nhiều, chỉ cần mặc duy nhất một bộ này thôi. Và càng các chị em mình có nhiều khuyết điểm nhá, chị nào càng có nhiều khuyết điểm em lại càng khuyên mặc bộ này luôn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì thực tế bạn này là áo thẻ caro, nhưng chân váy, dòng chân váy này lại là dòng chân váy trơn các chị mình. Đấy, đây mới là cái tinh tế, cái nét tinh tế hiện đại nhất của cái set đồ mà em Trà đang mặc. Lên bộ đen đi, chị chọn một bộ, nếu không hết size chị không được. Chị Bông Cầu Long ơi, chị cứ để bình luận lại cho em đi đã, là kẻ đen kèm size kèm số điện thoại đi. Không thì tại vì có 20 bộ thôi chị, từ nãy giờ em Trà like là hết 10 bộ rồi, mà em còn like trên 2 đến 3 máy, em không like một máy nữa, nên là em sợ hết mất suất của chị ạ. Đó, chị Bông Cầu Long nha, chia sẻ cho em free ship cho chị Bông Cầu Long luôn. Bạn này chất gì vậy em? Bạn em đang mặc chất liệu là Vân Hàn chị ạ. Vân Hàn cao cấp, độ co giãn đây các chị mình nhá. Co giãn khi mà em Trà mặc lên này, quan trọng là cái chất này nó che được khuyết điểm, giúp các chị mình tự tin hơn. Đai này có tháo rời được không em? Dạ không chị ạ. Cái bản đai này là đai cố định rồi. Đai này để các chị mình có thể che được cái bụng này, vòng bụng mỡ này, bụng dưới của các chị mình đúng không ạ? Giải quyết luôn cho các chị mình cái phần bụng này. Đai này sẽ là đai cố định không tháo rời được, nhưng em Trà thì rất là thích cái đai này, nên là các chị mình đừng tháo nhá, bởi vì bạn này rất là đẹp ạ. Mã bao nhiêu em? Mã này mình lên giúp em là kẻ đỏ kèm size kèm số điện thoại hoặc là kẻ đen nhá. Chị ơi lên bộ pyjama đi ạ, bộ dài tay. Pyjama dài tay ạ? Ok chơi luôn các chị mình. Lát nữa em lên. Các chị thích pyjama thì mình thích dòng dài tay hay ngắn tay? Mình bình luận đi. Ở đây thì em Trà đang có một cái ý kiến của chị Nguyễn Thanh là thích pyjama dài tay rồi đúng không? Dài tay em có 3 mã, lát em lên luôn. Còn chị nào thích pyjama nữa bình luận để em lên luôn một thể nhá. Em Trà sẽ lên luôn một dòng ạ. Áo sơ mi ký giả đi em. Sơ mi ký giả thì hết sạch rồi chị ạ. Sơ mi ký giả. À, còn bạn này còn size gì chị? Cái này còn một con này. Một đấy rồi ạ. Ký giả em còn một chiếc size hết này. Có chị nào mặc được thôi em tặng luôn này. Hết rồi các chị ạ, hết sạch rồi. Ký giả có đúng một chiếc size S em tặng luôn. Kẻ đỏ size L, ok chị Lê Quỳnh Trang chia sẻ cho em tắc 5 người bạn. Em tặng luôn phí ship cho chị Quỳnh Trang nhá. Đây, áo ký giả này chị ơi, chị có mặc được size S không? Em tặng luôn cho mình. Ok, chị Huyền Nguyễn có kẻ đen size XL, em bảo nhá. Chị nói thích kẻ đen để cho gọn dáng ấy, thì mình cứ chốt đi đã. Sau lát nữa em mặc lên, em chẳng còn mặc lên cho các chị mình ngắm kỹ thôi nên yên tâm. Không thì em sợ hết mắt, bởi vì là có 10 đỏ và 10 đen thôi, không có nhiều. Dòng bây giờ những cái dòng công sở các chị mình để ý ấy, là không có hàng đâu, thật sự đấy các chị ạ. Nếu như mà bạn nào, không phải là bạn nào mà live stream đi em Trà nha, bạn nào mà đăng ảnh ấy thì các chị mình tìm hiểu cho em là không có hàng đâu. Cháy hàng mà thật sự là khan hàng. Bây giờ kể cả có đi chăng nữa cũng không thể di chuyển được ấy các chị. Đấy, thế nhưng mà bây giờ em có 10 bộ đỏ, 10 bộ đen em tặng luôn. Và nhớ giúp em là mình chia sẻ tắc người bạn vào đây để em tặng phí ship nhá. Áo đang mặc bao nhiêu em? Em mặc là xịn xếp với chị Tú Phương ạ.
Set em mà có 569 thôi, cả set luôn. Kẻ này chị này, áo kẻ chân váy trơn. Rất thích kiểu này, em chả rất thích kiểu này luôn ấy. Hai cái họa tiết được mix được với nhau. Còn áo ký giả này em còn một chiếc set nhá. Chị nào mặc vừa, mình lên cho em là ký áo ký giả nâu. Áo ký giả nâu 299.000. Em còn có một bộ một nhầm sơ chị, một áo này thôi. Màu kẻ nâu ạ, em còn một áo này con size S duy nhất nhá. Bạn này cũng sẽ là hàng độc rồi các chị, chỉ có đúng một chiếc thôi. Sau đó là em hết ký giả luôn nha, hết rồi ạ. Lên xếp bộ quần đi, shop bộ quần. Các chị thích bộ quần không? Hay là em hẹn mình mai đi các chị ạ. Nếu như mà chị nào mà mình thích bộ quần bình luận ở dưới là quần, chị thích quần đi. Chị nào thích quần bình luận cho em là chị thích quần để em trả xem nhá. Nếu như mà để em thu xếp được ngày mai em lên quần cho mình. Chơi tay, chơi gọi là tất tay luôn các chị. Không bắn lẻ áo á, dạ bộ này em đi theo bộ chị gái ạ. Chị kẻ đen XL nhé. Chị Hương Thuần ơi, mình lên cho em số điện thoại của mình đi. Chị Hương Thuần là hình như chị khách hàng cũng là quen lắm này. Chị chia sẻ cho em để em free ship cho mình. Kẻ đen, kẻ đỏ, kẻ nào cũng được. Nhưng cứ bình luận trước cho em, bởi vì em trả like 3 máy. Và hiện tại thì em đang thấy nổ đơn bạn này rồi. Nổ đơn cái bạn kẻ này rồi các chị ạ. Chân váy là chân váy 2 lớp, dáng trơn nha. Form dáng đằng sau mình nhìn cho em này. Cái phần cầu vai các chị này, đó. Sống lưng nhá, võng lưng này. Bạn này quá là tuyệt vời đấy ạ. Em thích cái phong cách mà được mix màu như này lắm. Mà các chị nhìn thấy trẻ không? Nhìn thấy em trà mặc lên trẻ hồi xuân luôn. Kẻ đỏ size L chị Võ Thị Hồng Anh nhá. Quần nhé, đúng rồi, quần đúng không chị? Ở đây có chị Phạm Thị Huệ. À, có chị Phạm Thị Huệ này. Có chị Phạm Thị Huệ, mình thích quần rồi. Còn chị nào thích quần nữa để em trà lưu lại. Mai em xem xét là em lên quần. Quay phía sau chị xem với shop. Dạ, chị ơi, phía sau của bạn này đây ạ. Form dáng phía sau của bạn này các chị nhá. Đằng trước đằng sau cái form mà cũng rất là nét. Chân váy Gucci, công sở 2 lớp, có lớp lót bên trong. Chị Nga Dương có kẻ đỏ XL. Ô, các chị mình ơi, chị Nga Dương và chị các chị gái nhớ giúp em chị bông cỏ lau nữa. Mình chia sẻ đi. Mình tag cho em 5 người bạn ở đây. Vì có thể hôm nay em trả lên mẫu kẻ, ngày mai em lên mẫu quần. Mỗi ngày em lên một mã. Em mong muốn là các chị em mình chia sẻ để được free ship nhá. Tag cho em 5 người bạn nữa, đủ điều kiện em trả free ship cho mình. Có yam không ạ? Em có chị ạ. Hình như là những cái thiết kế yam lâu lắm rồi em trả chưa lên ấy. Sắp tới thì em cũng sẽ lên nhá. Ok cho chị mình. Bộ em mặc là 569.000 ạ. 569.000. Và nếu như mà chị mình thích thì em sẽ free ship nha. Co giãn tốt không em? Bạn này em chả thấy đánh giá là co giãn ok các chị mình ạ. Em đánh giá là co giãn ok đấy. Bởi vì cái form nó đã cố định được. Nó đã cố định định hình các chị này, cổ tròn nhá. Mặc lên vừa thoáng vừa lịch sự, vẫn bảo đảm được tính năng lịch sự chuyên nghiệp. Kẻ đen size L. Chị Nguyễn Thị Phương Huế ơi, mình bình luận lại giúp em là số điện thoại nha chị nhá. 569.000 chị Bùi Huyền ạ. Bộ em mặc là 62kg có vừa không? Nếu như mà mình 62kg thì em khuyên mình mặc màu đen đi, cho gọn dáng, kẻ đen cho gọn dáng. Mình mặc size XL. Thật ra là màu nào em cũng có XL, nhưng mà nếu như mà chị nào có gọi là có cái phong người đậm một chút thì mình lấy kẻ đen cũng được. Nhưng mà yên tâm cho em, càng chị nào mà có nhiều khuyết điểm ấy thì em càng khuyên lấy dòng này. Bởi vì dòng này là chân váy trơn và kẻ caro, nó sẽ che được tối đa đến 99% những cái khuyết điểm của các chị mình. Phần bắp tay này, phần cầu vai này, chị nào có cái phần bảng vai hơi thô một chút nhá, hoặc là cái đường ly eo bụng mỡ một chút này, phần hông này, em khuyên chân thành, càng nhiều khuyết điểm mình càng phải nên lấy cái set này. Áo kẻ caro và chân váy Gucci các chị mình nha. Lên cả bộ quần áo đi, shop bộ quần áo hôm nay em chả chưa lên các chị ạ. Em đang hỏi các chị mình, nếu như mà mình mong muốn thì mai em sẽ cố gắng lên cho mình thôi. Còn hôm nay thì sẽ không lên nhá. Em ơi kiểm tra cho chị Trung lúc nãy là có chia sẻ chưa? Kiểm tra chị Kim Trung đi, bởi vì là những chị nào chia sẻ thì chị phải đọc tên. Dạ đẹp quá. Chị Mai Lê ơi, mình có màu gì rồi chị? Đồ bộ hà xốp. À đỏ đô hả xốp hả chị? Đỏ đô ạ. Dạ đúng rồi ạ. Màu ở ngoài là màu đỏ đô chị nhá, kẻ đỏ. Nhưng mà thật ra là nhìn đỏ đô thì các chị mình sợ là bình thường là các chị mình sợ là hơi già một chút ấy. Nhưng bạn này không hề già đâu các chị mình ạ. Màu này em thấy là màu đỏ đô nhưng mà tông màu sáng ấy, được mix caro nó nhìn nó trẻ lắm. Chị Nguyễn Thị Phương Huế, em thấy số điện thoại của mình rồi. Set màu xanh than xem đi. Chị Kim Trung ơi, em thấy là mình chưa có tag bạn bè và chưa chia sẻ, vậy nên là em chưa tặng phí ship được rồi, không biết chị gái đâu rồi ạ. Chị cũng chia sẻ rồi đấy em, kiểm tra chị Trần Thị Lan. Kiểm tra cho chị đã, xem chị là đã chia sẻ, chị đã chia sẻ và tag người bạn chưa. Em không có áo riêng đâu ạ. Mình mua áo, không mua chân váy. Dạ không nhá, set này của em chẳng không tách set các chị mình. Bởi vì đi theo set như thế này thì các chị mình mới có một cái vóc dáng tiêu chuẩn, mình mới có thể che được trọn vẹn cho em. Bộ tiếp viên em còn chị ạ. Chị mình, chị Hồng Anh mình chưa có bộ tiếp viên ạ. Đây,
Em lên một tiếp viên cho mình để mình dồn đơn nhá. Cả set là 569 à em? Dạ đúng rồi. Cả set sẽ là 569.000. Đây là bộ tiếp viên em vẫn còn này các chị này. Còn bộ này mình lên cho em là kẻ đỏ. Kẻ đỏ, kẻ xanh, kèm số điện thoại các chị mình nhá. Đây ạ. Chị ơi, bộ tiếp viên còn size gì nhỉ? Chị Minh ơi, bộ tiếp viên này em đang có đầy đủ form size này. Chân váy, chất vải gì ạ? Cả bộ của em trà chất liệu là Vân Hà nhập khẩu cho em nhé. Cả set luôn ạ. Chị Kim Trung bảo có đó rồi em. Mà em trà vừa thấy các bạn check mà bảo chưa có chị Minh ạ. Nào đến bây giờ em trà kiểm tra luôn nhé. Xem là chị Kim Trung đã tác bạn bè và chia sẻ chưa thì em trà đọc luôn. Giá chị ơi, chị Thảo ơi, bộ em mặc là 569. Bộ này phong cách bạn này nhìn nó rất là tươi mới và nhìn trẻ. Màu sắc cũng là cái gam màu sắc nó sẽ hài hòa, phù hợp với các chị mình. Để em kiểm tra chị Lan và chị Trung xem nào. Em chưa thấy chị Trung có lượt chia sẻ đâu chị gái ơi. Em chả cũng đang kiểm tra này. Ít nhất là phải chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân. Và chia sẻ cho em là các hội nhóm nữa. Đây, em đang ở chị Kim Trung đây rồi ạ. Bây giờ em sẽ check luôn chị Lan nhé. Các chị mình chia sẻ trang hội nhóm và ít nhất một lần lên trang cá nhân có danh hiệu người chia sẻ, tag 5-10 bạn thì được free ship. Còn nếu không thì ở đâu cũng ship 30.000 ạ. Ok nha, em đang ở chị Lan này. Em sẽ kiểm tra chị Lan nhá. Cũng chưa có lượt chia sẻ. Rồi ạ, các chị mình ơi, các chị mình cứ cho em 30.000 tiền ship thôi. Ở đâu cũng thế. Thật ra là cái quyền lợi này chỉ được tặng thêm thôi. Còn đâu các chị mình 30.000 tiền ship cho em nhá. Bạn này mình lên cho em là set tiếp viên này. Set tiếp viên nhá các chị mình nhá. Chị Meo Meo ơi, hình như là mình chưa có đơn đâu chị Meo Meo ạ. Mình chưa có đơn đâu, em chả chưa thấy đơn của mình đâu ạ. Set vest đi chị, set vest hôm nay em chả chưa có rồi. Mình sẽ lên set đồ công sở thôi chị nhá. Giá của em mặc ý, giá của em mặc là 569 ạ. 569.000. Bạn này sẽ là bộ tiếp viên này chị này. Bộ tiếp viên này có giá là 539. Bộ này cái mức giá hoàn toàn là sẽ gọi là giá nó thấp hơn để các chị mình cố gắng săn được cái sản phẩm này. Còn bình thường bộ tiếp viên sẵn sàng có mức giá tiếp gọi là mức giá bình thường em đang like ấy, thì cũng sẽ có tầm 995 là bộ tiếp viên nhá. Chị lên pyjama dài tay đi. Bộ pyjama dài tay thì lát nữa em mới lên được chị ạ, bởi vì em chả phải lên đồ công sở trước các chị nha. Size L eo bao nhiêu? Size L thì mình eo cho em tới 74 đi chị, 74-75 nhé chị nhá. Còn là eo XL là dưới 80. Em thấy có chị Thúy Nguyễn này. Ok các chị mình ạ. Set đồ kẻ đen kẻ em đọc bình luận của chị Lại Thảo đấy nhá, vì chị Lại Thảo bình luận khá là dài. Set đồ kẻ đen kẻ đỏ đều đẹp, không biết nên chọn màu nào hay cả hai đây. Shop chết thôi, mua bao nhiêu bộ bên mình rồi, cứ ngày nào cũng lên mẫu mới này thì không cầm được lòng. Cứ bảo không xem like của mình nhưng không chịu nổi, cứ phải đợi để chờ xem. Em trả tư vấn màu nào cho chị với nha. Chị cao 1m56, nặng 60kg. Chị Lại Thảo đáng yêu cực kỳ. Chị Lại Thảo cực kỳ đáng yêu, nhưng mà ngày nào em chẳng thấy là chị Lại Thảo lên đơn ấy. Em ơi bình luận, em ghi cho chị Lại Thảo nhá. Linh Lại Thảo. Lại free ship cho chị Lại Thảo. Chị Lại Thảo ơi, bây giờ mình chọn màu nào cũng được. Em trả free ship cho mình. Những cái món quà này em rất là quý các chị mình nhá. Em mặc set tiếp viên đi, set tiếp viên thì chắc là em chả mặc nhá, bởi vì có đủ size đấy. Chị mẫu cao nặng bao nhiêu ạ? Chị mặc size gì? Chị Sô-cô-la ơi, em chả là cao 1m69, nặng 50kg. Em mặc size S, nhưng mà em cao 1m69 nhá. Chị nào mà nặng 50kg thì em khuyên là nên mặc size M, để các chị mình thoải mái nhá. Chị Kim Trung này, free ship chị Kim Trung đi. Chị vừa thêm lượt chia sẻ. Bộ em đang cầm là set tiếp viên có giá là 539.000. Màu là màu đỏ đô, một chân váy và một áo nhá. Đây ạ, set này em bướm thử này. Đứng gần ý, thì em đang đứng gần với rất nhiều ánh đèn, thế nên các chị nhìn cái màu nó tươi thôi. Còn thực tế màu này, cả hai màu nhá, cả hai màu xuất hiện trong live đều là màu đô hết. Đều là màu đỏ đô ạ, không phải đỏ tươi đâu. Do là cái ánh sáng này khi mà hắt vào ấy thì các chị mình nhìn cái màu sáng hơn. Tiếp viên còn size không em? Còn chị ạ, chốt trên live cho em là được nhá. Set tiếp viên có S, M, L, XL dưới 64kg mình mặc được ạ. Chị chụp màn hình inbox em nhé. Dạ đúng rồi, em cảm ơn chị Meo Meo nhá. Như vậy thì để đỡ bị sót chị ạ, em sợ bị sót thôi. Còn đâu là cảm ơn chị rất là nhiều. Bộ em đang mặc chốt cho em là kẻ đỏ, kèm một cái đai eo tặng kèm cho các chị mình. Bản đai này có hoa thủ công luôn nha. Được kiểm tra hàng không chị? Chị ơi, chị Hồng Phạm ơi, mình kiểm tra hàng thoải mái cho em. Nên kiểm tra hàng các chị ạ. Nên là các chị mình không phải lăn tăn đâu. Nhiều chị còn bảo là em ơi bây giờ chị không cần kiểm tra nữa. Và em chào vẫn nhắn với các chị là chị cứ kiểm tra hàng cho em kỹ đi, bởi vì em sợ bị nhầm đấy. Sợ bị nhầm màu hoặc là nhầm mã chẳng hạn, đúng không chị? Bộ này là bộ tiếp viên có đỏ đô và có tím than nhá. 539.000. Chị nào thích cái bạn này thì mình lên chúc em sẽ là tiếp viên. Còn đây
hỏi các bạn sơ mi hoa này. Cho chị xem set màu hồng đỏ gần set caro. Set màu hồng. Chị ơi, có phải bạn này đúng không ạ? Bạn này là kẻ hồng. Bạn này có size gì chị nhỉ? Chị có M, L, X, L. Tức là hiện tại là hết F. Chị ơi, cái bộ kẻ hồng này đúng không chị Vũ Hồng? Chị Vũ Hồng hỏi bộ kẻ hồng. Bộ đấy em còn M, L, X, L thôi ạ, hết S rồi. Sau cái buổi trước thì hết S rồi chị ạ. Kẻ đỏ bao nhiêu tiền? Bộ em mặc là 569 chị nhá. 569 này. Đây, chị gái nào vừa hỏi em sơ mi công sở ấy thì em có cái bạn sơ mi này. Bạn này được chất liệu lên cho mình là lụa Hàn. Nói đến lụa, nói đến chất liệu tơ sống này, hoặc là nói những chất liệu mà sợi vải nó mềm với các chị mềm mại ấy, thì là những cái dòng cao cấp cho em. Bạn này là lụa Hàn nhá. Sơ mi lụa Hàn này có cho các chị mình đầy đủ form size S, M, L, XL. Bạn này nếu như mà chị em mình chốt thì chốt cho em là sơ mi hoa, hoa vàng hoặc là hoa cam. 299.000 khi chốt trực tiếp trên line nha. Chị kiếm bộ nào vừa 47kg đi. 47kg thì bộ em đang mặc có luôn size S này. Chị Lại Thảo ơi, em nghĩ là nếu như mà chị cao 1m56 thì chị mặc size L thì mình mặc được cả hai màu đấy chị ạ. Có thể thì chị mặc cái màu này đi, mặc màu đỏ đi chị. Nga màu đỏ này xinh lắm. Kẻ đỏ nhìn nó trẻ trung mà nó sáng ấy, tông màu sáng nha chị Lại Thảo nhá. 47kg mình mặc size S thì em chả có bộ em đang mặc có size S này. Bộ tiếp viên chị nhận được rồi, mặc đẹp và sang lắm. Dạ em cảm ơn chị Than Lê. Vậy thì chị ơi, khi nào mình mặc thì mình cho em cho 21 xin ảnh chị mặc nhá. Feedback luôn được không chị? Chất lượng luôn, không có gì bằng là những cái bức hình của các chị mình khi mà mặc đồ của 21 lên cả. Em cho xem set hồng nhé. Set hồng là các bạn hồng kẻ đúng không chị? Bạn đấy thì em có size to thôi, đợi em một chút nhá. Còn MLXL. Áo này thì em có đủ size, chất liệu là lụa Hàn, cổ là cổ sơ mi có gợn sóng cho mình nhá, cắt những cái đường sóng này và kết hợp với phần tay. Bạn này thì các chị thả suông hoặc là mình sơ mi đều đẹp. Nói chung là cái mã sơ mi này thì các chị mình mặc kiểu gì cũng xinh. Chị ơi, kẻ nâu này còn size gì? Alo, kẻ nâu này còn size gì? Kẻ garo nâu này em là mơ lên lơ, mình chỉ để em. Dạ. Bộ đang mặc có hai màu chị ạ, em có kẻ đen nữa. Nếu như mà chị Nhung thấy kẻ đỏ sáng hoặc là tươi sáng thì chị có thể lấy cái màu kẻ đen. Bộ em mặc là một kẻ đen. Cho xem, không biết là chị Hồng đang hỏi bộ xanh lá nào. Gần màu xanh lá đó em. Bộ hồng gần màu xanh lá này ạ. Chị Hồng ơi, mình mặc size gì ạ? Bạn này em có S với XL. Em có hai size, hai set S với XL thôi. Chị Hồng, mình mặc một trong hai cái form size đấy thì mình bảo em có bán áo riêng không? Dạ không ạ, bộ em chả không bán áo riêng, đi theo cả set. Và dòng bộ, các chị mình, dòng bộ này công sở hiện tại đang có giá trên thị trường là ít nhất là tầm 900 cho đến 1,5 triệu là em chả thấy dao động ấy. Tức là cái mức giá có thể di chuyển, nhưng mà trong cái khoảng mức giá đấy. Còn hiện nay cả bộ em đang mặc chỉ có bao nhiêu ạ? 569.000. Và nếu như mà chị nào mà làm cho em là mình chia sẻ đi, mình lan tỏa thì em có free ship nữa. Chị mặc size S thì chị đợi em một chút nhé. Bạn này em có 1S. Bộ này là bộ kẻ hồng cho em này. Bạn này sẽ là họa tiết cho mình form dáng áo peplum, set chân váy Gucci 2 lớp. Phần cổ là cổ sen, cổ bể nằm cho em nha. Chị nào thích bạn này thì mình lên cho em là set kẻ hồng kèm size M, L, XL. Em chỉ còn 3 size thôi ạ. Set này hôm trước em trả like bao nhiêu nhỉ? Mã là kẻ hồng đúng không? Kẻ hồng đất. Các chị mình lên cho em bạn này sẽ là nâu đất nhá. Bạn này sẽ là nâu đất và kèm size MLXL, 569.000. Em lên bộ thu đông tay lỡ đi. Chị mình ơi, bộ thu đông tay lỡ thì hiện tại là đang có những cái mã sản phẩm sau đây thôi. Còn cái bạn trước thì em hết sạch rồi. Em hết sạch các chị mình ạ, hoặc là lẻ size đấy. Chị Nguyễn Nhung này mình có đầy đủ rồi ạ. Mình thêm cho em 1 đến 2 lần chia sẻ nữa, em trả sẽ free cho mình nhá. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Bộ này là bộ hồng, gam màu của bạn này sẽ là gam màu hồng rất là tươi nhá. Màu này thì em nghĩ là cái gam màu nó khá là trẻ, mặc lên là sáng, tông này tông sáng rồi. Mình chốt cho em bộ này là bộ may mắn, set may mắn kèm size, kèm số điện thoại. Và hiện nay thì set may mắn em chỉ còn có 2 size thôi, là chỉ còn S với XL thôi các chị ạ. Trên tay của em đang cầm là size S này, một set size S và một set XL. Tổng cộng là có 2 set. Set này mình lên cho em là set may mắn nha. Kiểm lại cho em có phải may mắn là 589 không? Set may mắn có giá là 589.000 các chị mình ạ. Đó, chị Hồng ơi, mình thích bạn này thì mình lên cho em có đúng một set thôi. Duy nhất một chiếc hàng độc. Một bộ em đang cầm. Còn bộ ký giả nào em mặc cho chị xem. Bộ ký giả chị, để em xem có còn không nhá.
À chị ơi, bộ ký giả chắc là em không mặc được rồi, bởi vì là chị còn size S thôi. Đây, bộ ký giả màu xanh ý chị, màu xanh với cả màu vàng bò đấy. Chị Nguyễn Nhung ơi, mình lên cho em là set nâu đất size M đúng không ạ? Chị lên set nâu đất nhá, không các bạn không biết ạ. Lên bộ tay lỡ chân xòe đi em. Có phải chị Ngọc Linh đang hỏi cái bộ dập ly không chị? Có phải có hỏi bộ dập ly kẻ không? Set em đang mặc là 569.000. Set em chào mặc là 569 các chị nhá. Một áo một chân váy, chất liệu có độ co giãn, họa tiết kẻ caro. Nhưng mà bạn này trẻ các chị ạ, bạn này cực kỳ trẻ luôn. Set đang mặc có hai màu, đợi em một chút em giới thiệu nhá. Bộ này là 589 này, mã là may mắn, kèm hồng, kèm size, kèm số điện thoại. Em ơi ghi cho chị Trình Nguyễn Nhung được free ship. Cảm ơn chị gái của em ạ, cảm ơn các chị rất là nhiều. Bộ đang mặc mã là kẻ đỏ, kèm size, kèm số điện thoại, hoặc là em có các kẻ đen. Đây, chị Tuyết Minh này, bộ em đang mặc có hai màu, em lên màu cho mình nhá. Có size cho người 70kg không? 70kg thì em thật sợ là hơi kiếp rồi chị ạ. 70kg thì mình đã không mua rồi đây ạ. Bộ em đang mặc có hai màu, có kẻ đỏ và kẻ đen. Kẻ đen thì dành cho những chị nào mà mình muốn che khuyết điểm, mình muốn gọn người thì lấy kẻ đen. Còn thì em vẫn khuyên các chị lấy kẻ đỏ, bởi vì thực chất là kẻ đỏ mình mặc lên thời trang các chị ạ. Một cái phong cách thời trang hơn. Giá em mặc là 569 nhá. Bộ em chả mặc 569 đằng sau này các chị này. Mình nhìn cái phong đằng sau lưng của em nhá. Đó, thấy không ạ? Hôm nay thì em chả mong muốn là muốn tặng cho các chị mình. Em có 20 bộ thôi. Có 20 bộ thôi nên là em muốn tặng 20 bộ cho 20 chị được free ship. Bộ em chả đang mặc có 10 đỏ và 10 đen thôi chị ạ. Ok chị Nhung ạ, em đọc tên của mình rồi nha. Chị Bông Cỏ Lau ạ. Hôm nay chị có được miễn ship không? Chị Bông Cỏ Lau ơi, mình chia sẻ cho em thêm một lần nữa đi chị, bởi vì em chả chưa thấy tác danh hiệu chia sẻ. Bộ mặc chất gì em? Bộ em đang mặc chất liệu là vân hàn chị ạ. Bộ này là dòng vân hàn cao cấp cho em nhá, có độ co giãn, mặc lên dễ chịu. Và cái điều quan trọng nhất là cái bạn này các chị mặc lên nó không bay một chút xíu nào đâu, hạn chế nhăn chống nhăn một chút cho các chị mình đi ạ. Set bộ này có giá 569, kẻ đỏ size M chị Nam Anh này. Set bộ em mặc là 569 nhá. Size đến bao nhiêu ký? Size những cái set này thì có size cho người dưới 64 kg ạ. Dưới 64 kg ạ. Chị La Hà này, mình có lượt chia sẻ rồi này, mình chốt mã nào thì để em chặt đọc tên mình luôn nhá chị Hà nhá. Em free ship với chị Hà, mình tắt thêm người bạn vào cho em nữa. Bộ em mặc mã gì? Bộ em mặc mã là kẻ đỏ. Đây, các chị nhìn cái form áo cho em nhá. Bạn này thì sẽ được thiết kế cho mình nó rất là chuẩn cái form. Kể cả các chị mình có kéo đi xa đi chăng nữa luôn, thế là em chả bảo là càng các chị mình nhiều khuyết điểm thì càng nên mặc bộ này. Nhiều khuyết điểm nên mặc bộ này ạ. Chị Hiền Mai có mã kẻ đỏ size M rồi. Chị Đỗ Nga có kẻ đỏ size M rồi. Size em đang mặc thì size S nhá. Em có size dưới 64kg. Màu em mặc là hai màu. Bây giờ các chị mình đợi em một chút, em đi thay cái màu kẻ đen nhá. Màu kẻ đen này mặc lên cũng đẹp các chị ạ. Nhưng mà theo cái kiểu phong cách là màu kẻ đen thì nó che khuyết điểm tốt hơn cho các chị mình. Nhưng mà cứ có áo kẻ là em nghĩ là có áo kẻ là các chị mình mặc lên nó đã rất là đẹp rồi. Bây giờ đợi em chả đi thay màu đen nhá. Sau lúc này thì nếu như mà chị em mình thích cái bạn nào nữa thì để em lên. Để em chuẩn bị thêm những cái bộ pyjama nhá, bởi vì em phải chưa kịp chuẩn bị bộ pyjama nữa này. Cool.
màu đen này mặc lên xinh lắm các chị ạ. Kẻ đen sẽ à, chị Hoàng Nhị ơi, mình có miễn ship không em? Thì chị chia sẻ giúp em trả nhé. Các chị mình bình luận ở phía dưới, đặt bình luận vì em có ghim đấy ạ. Ok, chị Đỗ Nga này, em có thấy bình luận của mình rồi. Đây, em mặc màu kẻ đen này các chị xem nhé. Kẻ đen thì lại có cái nét đẹp kiểu khác các chị ạ. Mỗi bạn thì đều có một cái phong cách nó khác nhau, không màu nào giống màu nào cả. Thật ra vừa rồi thì em chả tư vấn là nếu như mà chị nào đậm người một chút ý, thì mình nên mặc kẻ đen. Nhưng bây giờ thì em chả đính chính lại một chút là kể cả các chị mình có cái phong người nhỏ mình cũng có thể mặc được kẻ đen cho em. Vì cái gam màu đen trắng các chị ạ, hai cái gam màu không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Nhưng mà nếu như các chị mình để ý hai cái màu này thì sẽ là cái màu nền tảng rồi. Một trong những cái gam màu mà các chị mình săn đón nhiều nhất đó là kẻ đen và kẻ đỏ nhá. Bộ em mặc có hai màu à? Dạ đúng rồi, bộ em chả mặc có hai màu. Các chị lúc này có để ý khi mà em chải cầm cái áo của bạn này lên ấy, em chải cầm bạn áo này lên thì cái phần đai ấy sẽ hơi rủ rủ xuống, hơi kiểu đổ xuống. Nhưng mà các chị thấy em chả mặc lên không? Đây ạ, em mặc lên các chị xem nhá, nó rất là căng luôn. Tức là các chị mình yên tâm giúp em về cái bản đai này, mặc dù là đai cố định nhưng là ôm vào eo của mình các chị nhá. Chị Nga Dương chốt set tiếp viên là ok chị, mình set tiếp viên thì em vẫn còn đấy ạ. Set tiếp viên đỏ em vẫn còn đầy đủ, màu tím than cũng còn luôn. Bộ em mặc là chất gì em? Chị mới vào, bộ em đang mặc chất liệu là vân hà chị ạ, phiên bản nhập khẩu. Đằng trước đằng sau mình nhìn nghiêng cho em nhé. Thiết kế này là dáng áo peplum, chân váy Gucci, dải màu kẻ đen kẻ đỏ. Cái mã ngày hôm nay thì em chả rất là thích vì các họa tiết kẻ lớn ấy. Bản này là bản kẻ caro lớn các chị nhé. Chị La Hà này, em chả thấy mình tác rồi ạ. Em thấy là mình có tác bạn bè rồi, mình đang lên mã nào mình lên giúp em để em chả đọc tên mình nha. Cảm ơn chị Hà rất là nhiều. Bộ em mặc mã gì? Bộ em mặc mã là kẻ kẻ đen, kẻ đỏ, kẻ sai, kẻ tối tăm. Còn bạn kẻ hồng này thì bạn màu nâu đất chứ? Sorry các chị mình, bạn này là bạn nâu đất, set nâu đất thì hiện tại đang còn có 2 này, 4, 6, còn 6 bộ ạ. Set nâu đất này còn 6 bộ các chị mình nhá. Nếu như mà chị nào thích set nâu đất thì mình lên cho em. À, bạn này thì sẽ có chương trình cho các chị mình là có đầy đủ 3 size ML, XL, chỉ hết đúng form size S thôi. Kẻ đen 58kg, đấy, chị 58kg chị mặc size L, rất là phù hợp, các chị mình mặc kẻ đen. Form size L và form size XL, các chị mình nên mặc kẻ đen cho em nhé. Để có thể che gọn được cái vóc dáng của mình. Bạn này có độ co giãn, theo cái điểm, con điểm của em chả là co giãn tốt, rất là thích ạ. Bạn này thì mình lên cho em là kẻ caro nâu. Kẻ caro nâu này à, em ơi cứ chia sẻ tác bạn là được free ship và em. Dạ đúng rồi chị mình nhá, mình làm cho em các bước đơn giản như vậy thôi nhưng mà mình sẽ được free ship nếu như mà các chị mình lan tỏa livestream. Bộ này em ngoài cái màu nâu đất thì em có cái bộ này nữa này, bộ này là kẻ caro màu kẻ caro nâu. Kẻ caro nâu à, em ơi chốt cho chị kẻ đen chưa, chị nhắn tin rồi đấy. À, chị Hương Thuần ơi, mình mặc size gì để em bảo bạn cất luôn cho chị một chiếc nào. Có 10 bộ thôi, sốc thừa cả các chị em mình ạ. Cả đúng 10 bộ. Bộ em mặc bao nhiêu? À, bộ em đang mặc có giá là 569 ạ. Kẻ đen bạn mặc có size bao nhiêu? Em có đầy đủ chị nhá. Hiện tại đang có đầy đủ SML, XL. Sau buổi live ngày hôm nay thì sẽ lẻ, nhưng mà ngày mai thì em chẳng sẽ báo size sau. Còn bây giờ đang có đầy đủ nha. Chị Hương Thuần này, ok chị. Size chị mặc XL. Ừ, ok em ơi. À, check tin nhắn của chị Hương Thuần đi, cất cho chị một bộ. Cất cho chị một kẻ đen XL kẻ đen đi. Không thì là không nhanh thì là hết mất chị ạ. Có 10 bộ thôi, không có nhiều ấy. Mà mặc lên nó nét như thế này thì em chả sợ là rất là nhiều chị thích cái form này. Nhà có chị đang bình luận là chị thì hay mặc có cổ, nhưng mà nhìn set không cổ là đẹp quá, cho chị một set nhé. Thật ra thì có cổ hay là không cổ thì cũng chỉ là một cái thiết kế nó đi kèm thôi. Nhưng quan trọng nhất là cái kiểu dáng chị ạ. Kiểu dáng mới là quan trọng. Bạn này không cổ nhưng vẫn bảo đảm tính lịch sự cho em nhé. Vẫn bảo đảm sự tinh tế lịch sự cho các chị mình. Mình mặc đi đâu cũng được, thậm chí các chị mặc đi làm cho em. Quá trẻ quá đẹp ạ. À, chị Phùng Thị An ơi, mình lấy XL, không biết là mình lấy bạn nào XL hả chị? Em có mã đấy chị ạ. Kẻ caro nâu giá bao nhiêu? Kẻ caro nâu này thì em có, đợi em một chút nhá. Bạn này em có ML, XL. Còn tầm, bạn này còn tầm 10 set. Kẻ caro nâu sau hôm qua thì em còn 10 set. Mình lên giá cho em bạn này. Chắc kể cho chị kẻ caro nâu xem hôm qua chị like bao nhiêu ta. Hôm kia đó. Kẻ caro bao nhiêu? 569 à? Kẻ caro nâu có giá là 569.000 chị bé ngũ ạ. 569 nhá.
Chị 59kg, cao 1m56, mình mặc size gì? À chị mặc size gì em? Chị ơi chị, em nghĩ là mình nên mặc size có thể sang size XL cũng được. Nhưng mà cho em xin eo của chị đi chị Phương. Để lại cho em eo nhá. Trời ơi, nếu như mà chị Thu Phương ơi, mình mặc cái bạn kẻ caro thì đẹp lắm đấy chị ạ. Bởi vì thật sự là che được khuyết điểm cho mình. Chị cao 1m56 mà tầm 59 cân. Em chả gặp rất nhiều chị là chị cao 1m50, nặng 50kg này. Hoặc là các chị em mình cao 1m55, nặng 60, 59, 62, 63kg. Thế nên là những cái dòng kẻ này ra là dành cho các chị mình. Chân ái luôn, tức là sản phẩm này sinh ra là dành cho các chị rồi. Để làm sao ạ? Để các chị mình che được cái khuyết điểm các chị nhá. Không phải ai cũng có một cái người body đẹp đâu. Thế nên là làm sao có những cái thiết kế mà phù hợp, hỗ trợ cho mình có một cái móc dáng tiêu chuẩn nhất. Bộ em mặc màu đó. À bộ em mặc mẫu đó. Chị Phùng Thị An ơi thì mình lên giúp em, bởi vì bộ em mặc có hai màu, em vừa mặc hai màu rồi. Chị lên cho em là kẻ đen hoặc là kẻ đỏ, kèm size kèm số điện thoại. Bộ nào cũng xinh ý, bộ nào cũng yêu chị nhỉ. Nhưng mà quan trọng là mỗi bộ một kiểu nhá. Không phải là bộ nào cũng giống bộ nào đâu. Nếu như mà chị em mình để ý là mỗi ngày iMode mang đến một mẫu mới, nhưng không mẫu nào giống mẫu nào cả. Kiểu gì cũng sẽ khác nhau, không khác nhau cổ thì khác nhau chất liệu, và không khác nhau chất liệu thì ít nhất cũng khác nhau về kiểu dáng. Nói chung là các chị mình đến với iMode là không phải nghĩ, không phải đau đầu là ngày mai mình mặc gì nhỉ. À, không biết ở đây có chị nào giống không? Giống em Trà là gì ạ? Là bắt đầu ngày mai đi làm, bắt đầu tối, bắt đầu nghĩ là không biết ngày mai mình mặc gì bây giờ nhỉ? Thôi được rồi, để mai tính các chị mình đấy. Kiểu như vậy đúng không ạ? Thế nên là những cái set đồ này dành cho các chị nhá. Không cần phải quá suy nghĩ nhiều và không cần phải mix nữa. Mình chỉ cần mặc nguyên một set như này thôi. Đó, chị 46kg, chị mặc size S cho em, chị bế ngũ, mặc size S ạ. Bộ em mặc rời hay liền? Rời đấy chị ạ, nhìn giống đầm ha. Lúc đầu em chẳng tưởng đầm, chia sẻ thật với các chị luôn. Lúc đầu em chẳng thấy bạn này treo ở đây, vừa mới đến. Em chẳng đến sáng nay, thì em chẳng thấy em bảo, ố, lai đầm mà chị. Đó, lúc đầu em chẳng bảo, ố, lai đầm mà chị. Hóa ra là lúc sau, bỏ ra, bỏ móc treo ra mới biết là bạn này là set, các chị set rồi. Xét rồi ra, nhưng mà nhìn bạn này giống đầm lắm, đầm peplum ấy, giống cái kiểu đầm peplum các chị em mình ạ. Bộ em mặc đẹp quá, chị Thảo Vi ơi, mình lên bộ em Trà mặc luôn, nhìn kiểu trẻ yêu yêu ấy chị. Em xin chào chị Hồng Ngọc nha. Bộ em mặc có giá bao nhiêu ạ? 569. Bộ em mặc là kẻ caro bản lớn, 569, kẻ đen. Còn bộ em đang cầm là kẻ caro nâu, cổ là cổ sen. Bạn này là kẻ nhỏ, cũng là 569 luôn. Hai bạn này giá bằng nhau. Nhưng mà bạn kẻ nâu này em chỉ có ML, XL thôi. Hết S rồi, S là cháy hàng rồi ạ. Còn bạn em mặc thì đầy đủ, hiện tại đang có đầy đủ form size. Chị nào mà tưởng bạn này là đầm ý, em chẳng phải kéo rồi cái áo ra. Test rồi cái áo riêng nha, các chị mình nhìn rõ. Bởi vì nhìn giống đầm peplum, đầm công sở. Giá sao shop, dạ bộ em mặc là 569 chị nhá. 569.000, em có đầy đủ form size. Có 10 màu đen thôi, 10 bộ màu đen và 10 bộ màu đỏ. Đó chính là bộ em chẳng mặc nha. Số lượng không có nhiều. Đây ạ. Vừa rồi các chị em mình hỏi là có set ký giả không? Thì hiện tại em có set ký giả màu xanh đậm. Set này còn size gì chị? Một bộ à? Xanh đậm ký giả. Em với L. Bộ này là bộ set ký giả màu xanh đậm. Em có 1S và 1L các chị nhé. Tổng cộng là còn 2 set thôi. Chị nào mình thích bạn này mình cũng lên cho em giá bằng luôn. 569 ạ. Kẻ nâu, ok chị Huyền Nguyễn. Ồ chị Huyền Nguyễn ơi, hôm nay mình chốt được 2 set rồi. Mình chia sẻ và mình tag cho em 5 người bạn đi. Để em tặng cho mình phí ship. Ngay đầu live stream em trả like chắc là tầm mới like được một lúc thôi. Mà chị Hiền đã có luôn 2 set rồi. Bộ kẻ caro nâu size L, ok chị luôn ạ. Chị Thân Lê. Chị Thân Lê em trả đọc tên phí ship chưa nhỉ? Em trả có chân váy chữ A không? Có chị mình. Chân váy chữ A em có bạn này. Nhưng mà bạn này lẻ size rồi chị ạ. Chị mình thích mặc màu gì? Đợi em một chút để em hỏi chị mình xem là mình thích mặc màu gì đã nhá. Chị Hồng Ngọc, có set chân váy A không? Hiện tại set chân váy A thì đang chỉ có bạn này thôi ạ. Chị Ngọc ơi, mình có thích chân váy chữ A xanh không? Tại vì em đang có màu xanh đậm á. Vâng. S, XL, L, 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 L,
Vậy là ký giả cũng đã còn xem đấy ạ. Đây chân váy chữ A em có bạn này này. Chân váy chữ A này em có một bạn màu xanh. Bạn này có đầy đủ form size. Đầy đủ form size ạ. Áo em không có bán dơ rồi, tiếc quá chị mình. Chị Hồng Ngọc và chị Trần Thùy Linh mình có thể tham khảo thử nhá. Ngắm thử cho em các bạn chân váy A này. Có bộ nào quần không chị? Hơi béo hay không hay mặc chân váy à? Thế thì mai chị nhá. Em hẹn mình mai hoặc là cái bộ quần này. Đây chị ạ, em có bộ quần này này chị này. Bạn này là có áo này, bạn này mặc lên sang á. Bạn em mặc là trẻ, nhưng bạn em chả đang cầm là sang nhá. Phong cách bạn này là áo và quần. Chị, bạn này em có quần luôn. Hiện tại bộ này em còn size, chị Thu Phương này, mình có thích cái dòng này không ạ? Quần là quần ống đứng, áo là áo peplum cài cúc cho em nhá. Với thiết kế này thì chị Thu Phương mình mặc lên nó rất là sang chị ạ. Dòng đấy là dòng sang rồi. Hello chị Phạm Vui nha. Chị Hiền Nguyễn là đang quen với cả chị. Quen cả chị Hồng Ngọc ạ. Ồ, hai chị gái. Bộ em mặc là cả set à? Bộ em mặc là 569.000 cả set ạ, không phải đầm. Và em không có áo rời đâu ạ. Bộ em mặc không có tách áo đâu các chị nha. Set này là set quần này, có quần với áo đi kèm một set theo set luôn. Đồng từ chất liệu cho đến gam màu các chị nhá. Và set này thì hiện tại là em đang có hai màu, có cả màu vàng bò và màu xanh ạ. Có màu vàng bò, màu xanh nha. Chị mới vào giới thiệu với chị bộ em ạ. Hiện tại bộ em mặc chắc là cũng không có nhiều đâu ạ. Nếu như mà mình quan tâm mình để cho em cân nặng chiều cao đi. Chân váy đen em trà, chân váy đen A thì em hết sạch rồi chị. Tiếc quá chị Ngọc ạ, hết sạch luôn. Em mặc váy đi. Váy à chị? Váy thì đằng sau lưng của em trà thì có bạn kẻ cao lô với cả bạn đầm sung A thôi. Nhưng mà hôm nay thì em hay muốn lên cái thiết kế xếp bộ công sở chị nhá. Đây, em giới thiệu lại này, nhiều chị em mình đang lăn tăn này. Giới thiệu xong đợt này là em trà qua nhá. Bởi vì bạn này cũng không có nhiều đâu ạ, bộ mới. Set em đang mặc có hai màu, có kẻ đen và kẻ đỏ. Giá trên like là 569 các chị nhá. Mặc thử hoặc là các chị mình mua quá nhiều rồi thì đây cũng là cái mức giá hỗ trợ cho mình làm sao mà để tuyệt vời nhất. Bộ này có giá thì em có 569 và hai màu 200. Sau bộ này em lên pyjama nhá. Sau bộ này em lên pyjama để em xem nào. Em đi thay pyjama nhá. Chị mình thích dài tay đúng không? Chị ơi, cái bộ này có một bộ à? Để em dơ luôn rồi nó lên. Một bộ dơ lên. Bộ dài tay, chị Thanh ơi, chị Thanh mặc size gì? Em vừa ra kiểm tra rồi lắm, bây giờ em lên luôn nhá. Chị 52kg, cao 1m50, chị mặc mờ. Chị ạ, chị mặc mờ đẹp. Chị Nguyễn Gia nhá, chị Nghĩa Gia mà mặc đồ đẹp. Có áo lẻ không? Áo lẻ thì em có áo peplum no chị. À hình như áo peplum cháy hàng rồi, hết sạch rồi. Hết sạch rồi ạ, có áo lẻ không shop. Áo lẻ em có một chiếc áo ký giả size S ấy. Chị nào mặc vừa thì mình lên cho em. Đây nhá, bộ này là bộ em chả vừa thay này. Khi mà cầm ấy, thì cái bạn này nó sẽ hơi rủ một chút. Nhưng các chị yên tâm cho em là mặc lên nhá. Đường nào ra đường đấy, nét nào ra nét đấy luôn. Đó, đây là em trà khi mặc lên. Đai cố định, che được cả phần bụng mỡ cho các chị mình. Cả đường ly eo luôn. Bây giờ em lên pyjama dáng dài nhá. Chị Nguyễn Thanh ơi, mình bình luận cho em xem là mình mặc size gì ạ. Bởi vì những cái bộ pyjama thì còn cũng là số lượng ít thôi. Một là còn 2-3 bộ, hai là còn lẻ size thôi ạ. Áo em mặc là chất gì vậy? Cả set luôn chị. Cả set em trà mặc ở đây là chất liệu Vân Hàn. Vân Hàn nhập khẩu, Vân Hàn cao cấp. Các chị em mình đợi một chút nhá, để em trả đi lấy bộ pyjama này. Sau đó thì em quay lại. Pyjama này em còn có hai bộ này. Có báo không shopper? Chị Nguyễn Hiền ơi, mình hỏi là bạn nào ạ? Set có set váy dập ly, set váy dập ly em còn ML, XL. Chị Phượng Vĩ mình mặc có vừa không chị? Có em 1m55 nặng 51 thì mình mặc M rồi. Mặc M thì mình đợi em một chút nhá. Bây giờ em còn cái bộ này size S chút này.
Thật ra là chị 51 ký chị mặc S được cái chứ. Vì cái bộ này sẽ là cái form là dành riêng size S của bạn này dưới 54 ký không? Size S cũng là tầm dưới 52, 53 ký các bạn. Shop ở đâu vậy? Công ty iMode thì ở Hà Nội chị nhá. Đây ạ, bộ pyjama này. Bộ pyjama này em còn một bộ. Chị nào thích bộ này mình lên cho em bộ này là bộ hồng chữ. Bộ hồng chữ dài tay. Các chị nhá, chốt cho em bộ này là hồng chữ dài tay. Em có một bộ size S thôi. Có bộ có đồ bộ đùi không em? À đồ bộ quần đùi ở chị, quần đùi em có nhưng mà chị Kim Trung mình vừa bảo mình một size gì nhỉ? Để em kiếm size pyjama bây giờ cũng lẻ rồi chị ạ. Không có cái gì đủ cả. Bộ em mặc chất đứng gần cho chị xem cổ với dạ đây. Đây chị nhá. Mình nhìn kỹ cho em cái phần cổ này. Bạn này là họa tiết kẻ caro bản lớn, có mix màu trắng màu đen, cánh tay đánh bồng tự nhiên. Form dáng này em chả kéo đến đâu giãn đến đấy. Nhưng tuy nhiên các chị sao ạ? Các chị biết là bạn này sẽ không hề bai nha. À, cực kỳ đẹp luôn các chị. Bộ em đang mặc trẻ. Ngắm nhìn bạn này trẻ. Bộ này em còn một bộ này. Chốt cho em bộ này là hồng chữ. Bộ chữ hồng đi. Bộ chữ hồng dài tay còn một bộ size S. Size S này em đang cầm ở đây là form size S, nó rất là vừa vặn các chị nhá. Bộ pyjama hồng. Hoặc là các chị mình chốt cho em bộ chữ B. Bộ này là chữ B ạ. À. Bộ chữ B kèm size SML XL à ML sorry các chị mình. Bộ này thì hiện tại thì em còn 1 đến 2 bộ em tặng nốt nhá. Tặng nốt với giá là 280.000 một bộ pyjama thôi. Vì em còn là 2 bộ. 51 ký cao 1m55. Chị Nguyễn Thanh Ngân mình có thể mặc M được và có thể mặc S được tùy từng form. Ví dụ như cái form em đang cầm đây là chị cũng có thể mặc được này. Vì đây em đang cầm size S nhá. Mà form bạn này nó khá là suông. Bộ chữ hồng mình nhìn xinh. Chữ hồng và chữ B em còn 2 bộ size S. 280.000 tặng các chị mình. Có đúng một bộ thôi ạ. Mỗi màu một bộ nha. À, bộ em mặc có M không? Bộ em mặc có chị ơi. Có size M nhá. Tuy nhiên là còn ít lắm ạ. Chắc là còn tầm 3 đến 5 set thôi. Chị nào chốt set của em sao mặc mình cứ lên cho em. Là phiên bản set kẻ đỏ kèm size kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Thanh này, chị Nguyễn Thanh hoặc là chị Kim Trung này mình lấy cái bạn này được này. Bạn này là mình lên cho em là set họa bộ mình lên cho em là bộ chữ bộ này là bộ họa tiết hồng. Họa tiết hồng ngắn tay này hoặc là họa tiết dài tay. À sorry các chị mình, em lên dài tay chứ, em đang lên dở dài tay. Lên cho em bộ này là bộ họa tiết xanh dài tay kèm size SML đủ 3 size luôn. 290.000 bộ này cho em nhá. Bộ này có giá là 299. Bộ pyjama này có giá là 299 các chị ạ, em chả nhầm đấy. Bộ em đang mặc có size L không, có luôn chị Yên Phan. Chắc là còn tầm 4L ạ. Bộ em đang mặc còn tầm 4L nhá, kẻ đen. Chị nào size L và size XL thì nên lấy kẻ đen. Các chị bỏ qua là tiếc rạ bởi vì không tìm thấy nữa. Quan trọng là cái chất liệu này các chị mặc lên nó ôm dáng, nó che được khuyết điểm cho em nhá. Không hề bị lộ người một chút xíu nào. Còn bộ này là bộ pyjama dáng dài tay này. Chốt cho em họa tiết xanh phối cổ hồng. Bạn này có giá là 299, đầy đủ 3 size SML. Hoặc là các chị mình có thể chốt cho em là họa tiết hồng. Họa tiết hồng cũng có đầy đủ 3 form size. Đó ạ, giá không đổi các chị nhé, 299 một set. Và cùng màu cuối cùng là màu cam. Màu này mình lên cho em là màu cam nhá. Đó, bạn này họa tiết dài tay. 299.000 quần đây các chị này, ngắm nhìn quần cho em. Chị nào đang thích pyjama thì em xả lên một số mã đan vào với nhau để các chị mình có những quyền lợi chốt đơn nhá. À, bộ em mặc 48 kg, cao 1m52 có mặc được không? Nếu như 48 kg thì mình mặc S cho em được chị ạ. Chị ơi mặc được cho em nhá, form size S. Hello chị Nguyễn Thị Tiên, em chả nhìn thấy mình nè chị nè. Quần quần này, bộ quần còn size gì em? Bộ quần thì em còn 2 màu, có màu vàng và màu xanh. Nhưng mà tuy nhiên bộ đấy thì em còn số lượng rất là ít thôi chị ạ. Đó, bộ quần ấy chị, quần còn 2 màu. Hết hết đúng không? Vậy là bộ quần bây giờ em có ML, XL hết mất size S rồi. bộ mặc nhà quần quần ngắn á, quần đùi thì bây giờ hình như là cũng không có đâu ạ, hết sạch các chị ạ. Không, những cái bộ đấy thì em hết sạch rồi. Bộ em mặc bao nhiêu tiền? 569.000 bộ em chả mặc nhá. Họa tiết là kẻ này. Đây là em đứng gần để các chị xem nha. Bộ em mặc là 569.000. Họa tiết kẻ caro bản lớn. Và một bạn nữa là màu đỏ. Màu đỏ nha các chị nhá. Màu đỏ thì em chả thay ngay đầu tiên rồi. Bởi vì em rất thích màu đỏ. Ngoài ra các chị mình mặc kẻ đỏ hay kẻ đen nó đều rất là trẻ nha.
Hai màu kẻ đều trẻ trung đúng không ạ? Giật mình luôn ạ. Dạ bộ em mặc có màu khác cho chị xem với, chị mới vào. Đây, em giơ màu cho mình nhá. Bạn em mặc có hai gam màu, kẻ đen và kẻ đỏ. Nếu như mà chị nào mà thích màu đồn chút thì mình lấy kẻ đỏ đi. Đây ạ, em mặc có màu kẻ đỏ đây nữa nhé. Lấy cho chị bộ mặc, chị mặc kẻ đỏ bên trong. Đây là nam khoa chị. Đúng. À đây rồi. Đây ạ, bộ em mặc có kẻ đỏ này chị này. Màu này thì là đỏ đô nhá, nhưng mà mặc màu này lên là sang các chị. Bạn này có tháo rồi được không em? Không chị ạ. Cái bản đai này là đai liền rồi. Nhưng mà tuy nhiên các chị mình nhìn trên live thì tại vì mình chưa mặc lên ý, phải mặc lên cái dáng nó mới khác rồi chị ạ. Chưa mặc lên nên cái đai này sẽ hơi rủ một chút, nó hơi đổ trước một chút. Nhưng mà khi mặc lên giống em trà nha, đây, mình thấy không ạ? Khi mà mặc lên giống em trà nhá, độ ca giãn vẫn có. Nhưng mà sao các chị? Tức là mình có thể điều chỉnh được cái phần dây eo làm sao mà nó bo lại cái người mình đấy. Đặt hai bộ thì giá bao nhiêu tiền ạ? Chị Nguyễn Thanh ơi, nếu như mình lấy hai bộ pyjama dài ngắn như nhau cả, bằng nhau cả chị ạ, thì sẽ có giá là 239.000 một bộ. Nhưng mà nhớ giúp em là giá đấy là phải chuyển khoản trước chị Nguyễn Thanh nhá. Nếu như mà mình đang thích cái bộ pyjama rồi. Bạn này em còn số lượng ít lắm. Không thì là lẻ sai đấy chị. Em tư vấn tiếp cho các chị em mình nha. Đợi em chậm chút xíu này. Bộ đằng sau em màu xanh cho chị xem với. À cạnh bộ xanh hả chị? Cạnh bộ xanh là bộ dập ly này chị này. Bộ này là bộ dập ly nhá. Bộ này có bao nhiêu nhỉ? Để em xem nào. Bộ này em có size ML XL. Set này là set dập ly, có thiết kế cho các chị mình một áo và một chân váy nha. Bộ pyjama hết mẫu rồi ạ. Đó chị, bộ pyjama dài tay thì em có hai mẫu, có mẫu hoa và có bộ họa tiết dài tay. Chị Nguyễn Thanh ạ, có bộ dài tay nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì bộ dài tay vừa rồi em giơ cho mình là bộ họa tiết rồi nhá, có 3 màu. Còn thêm một bộ hoa nữa, chị thích hoa em lên nốt là hết dài tay rồi. Hoặc là em còn lẻ được cái bộ size S thôi. Còn những cái mẫu khác nhưng mà form size S. Bộ này lên cho em là bộ dập ly này, dập ly nâu. Form dáng bạn này là cổ bèo nhá. Áo mẫu mặc bao nhiêu? Chị Hoa rơi cửa Phật ơi, em chẳng đang mặc ở đây là cả set luôn chị ạ. Em đang mặc ở đây là set đồ chị nhá, không phải là áo rời đâu. Bạn này thì em không tách set. Thiết kế này là chân váy dập ly với cả áo phong dáng cổ bèo. Bạn này nếu như mà chị đã thích, mình chốt cho em là dập ly nâu. Dập ly nâu em có ML XL 599.000. Set dập ly nâu trên tay của em là 599 nhá. À, chị Lan Hoa này, bộ em mặc có giá trên livestream là 569 chị ạ. Bộ em mặc là 569 thôi. Giá rất là phải chăng để các chị mình có thể thử một lần mình mặc lên. Mình mặc sau đó là mình cảm nhận theo thời gian cho em. Chị lên mẫu pyjama đi ạ, lên thêm mà chị. Ok chị Nguyễn Thanh, vậy thì em lên thêm cho mình chọn luôn một lần luôn nhá. Vừa rồi thì em lên bộ dài tay họa tiết rồi. Còn sắp tới thì em chả sẽ lên cái bộ hoa nhá. Lên bộ hoa dài tay nữa. Set là bao nhiêu ạ? Chị ơi, set em mặc là bạn này sẽ có giá trên line là 569. Em chả vừa ra kiểm tra rồi. Có thông báo là mình còn 10 set nữa các chị ạ. Bạn này mình vẫn còn 10 set cuối cùng nữa thôi. Chị nào mình thích set em chả mặc thì lên cho em là kẻ đen hoặc kẻ đỏ, họa tiết kẻ caro. Hello chị Hiền Vũ. Chị Hiền Vũ ơi, hôm nay em chả có set mới đấy chị. Chị mình có nhìn thấy em chả có gì mới không? Có set kẻ caro bản lớn. Bạn này không phải là kẻ nhí nữa nhá. Không phải là kẻ nhỏ, kẻ nhí nữa mà là bản to luôn. Kẻ ô vuông, kẻ to luôn, kẻ đen luôn đấy ạ. Em đang mặc đấy. Còn bộ trên tay của em là bộ dập ly. Thì chốt cho em là set dập ly nâu kèm SML. Tức là bạn này là có... À sorry các chị, bạn này có 3 size thôi. Tức là có ML, XL thôi, không có S. Bộ dập ly nâu có giá trên livestream là bao nhiêu đấy ạ? 599 các chị nhá. Set này 599 này. Cái phần hoa này các chị mình thấy là điểm cho mình cái phần eo ấy, nhìn nó rất là kiểu như là một cái phong cách nó tao nhã đó các chị mình. Nhã nhặn vẫn nền tính cho em nhá. Có quần không chị? Quần thì em vẫn còn có bộ này này chị này. Quần thì em còn bộ này. À chị ơi, quần mai các chị mình. Mai lại thêm một cái mã quần mới nữa. Để được các chị mình xem like xong mình chóng mặt. Nhiều chị bảo là nhờ chị chụp cho em 4-5 ảnh liền ý. Chụp gửi cho em Trà, sau đó là bảo là em ơi chị không biết chọn cái nào cả. Thế theo em nếu như ở ngoài thì cái nào đẹp, hỏi em Trà thế. Đó, em Trà kể luôn cho các chị nghe.
Nhưng mà thực tế thì mỗi cái một kiểu các chị ạ. Chà ơi, chị lấy áo size S. Chà ơi, chị lấy áo size S chân váy M được không? Vì áo chị bị rộng. Chị Trần Tuyết là mình muốn kiểu như là mình muốn lấy chênh size cái set này đúng không chị? Thế thì hay là tách một set cho chị. Tách một set cho chị Trần Tuyết nhỉ? Vậy thì nếu như mà tách một set cho chị Trần Tuyết thì em còn dư hai cái sản phẩm nữa. Thì nếu như mà chị nào mình muốn lấy rời thì em chẳng sẽ tách rời vậy. Rồi chị mới vào xem like được vậy. Chị Hiền Vũ ơi, chị nào mới vào xem like mình bảo em giới thiệu lại cho mình bộ này. Bởi vì bộ này trẻ lắm. Bộ này là set không cổ nhưng mà rất trẻ. Thay vì các chị mình hay mặc nhiều rồi đúng không ạ? Mặc nhiều là cổ vest, cổ sam, cổ sen, cổ tàu rồi. Thì mình lấy không cổ cho em. Nhưng mà cái form dáng mặt này vẫn bảo đảm cái sự gọi là như cái nét lịch sự của các chị mình nha các chị nhá. Đủ độ lịch sự mình mặc đi làm cũng được cho em. Bạn này có mấy màu với em? Bộ em mặc có hai màu này chị này, đây ạ. Bộ em mặc có hai màu. Đây nhá các chị gái nhá. Đó, kẻ đen và kẻ đỏ, chỉ có hai màu này thôi. 569.000. Chị nào ngày nào mình gặp em Trà mình cũng lên đơn rồi. Thì em Trà xin phép là tặng phí ship cho mình. Mình bổ sung giúp em những cái lượt chia sẻ đơn giản thôi. Chị Hiền Vũ này, có lượt chia sẻ rồi này. Đấy, ghi tên chị Hiền Vũ là được free ship luôn. Chị Hiền Vũ đi ạ. 569.000 thôi ạ. Kiểu bạn đang cầm có mấy màu? Chị Hoa Ban Trắng ơi, kiểu em đang cầm là kiểu dập ly, chân váy mini dáng dài. Bạn này thì có đúng một màu? Có đúng một màu nâu chị ạ? Có áo rời không ạ? Nếu như mà em Trà tách set cho chị Tuyết Vũ ấy, thì em còn dư một áo với một chân váy. Nhưng mà em ngại tách set vô cùng luôn đấy. Chỉ có là chị Trần Tuyết chứ. Chỉ có điều là chị Trần Tuyết là chị khách quá quen của em Trà rồi. Thì em mới tách thôi chứ còn em ngại tách lắm. Bởi vì các chị biết sao ạ? Tách xong thì còn dư cái sản phẩm còn lại ấy. Mà đã dư từ đầu rồi thì vẫn sẽ dư từ tới cuối luôn. Thế nên là em mới ngại là vì vậy đấy ạ. Có, em có bộ em đang mặc thôi nhá. Set caro đen em mặc nhé. Chị Trần Tuyết là có màu đỏ cũng đẹp đấy. Màu đen này thì nhìn nó sẽ là gam màu, nó sẽ là kiểu như là cổ điển trắng đen, hai màu an toàn lịch sự. Em có cả màu đỏ nữa nhá. Set em cầm có mờ luôn chị Meo Meo này. Có một mờ này chị Meo Meo ơi, mình nhắn tin đi chị. Mình nhắn tin luôn bảo các bạn để cất cho mình một bộ này là bộ chân váy dập ly áo cổ bèo. Em ơi có bộ tiếp viên không? Em còn chị ạ. Chị Ngọc Hà ơi mình thích màu nào? Em có đỏ và có tím than nhá. Chị Trần Tuyết thì lấy áo S chân váy M, vậy là em vẫn dư một cái phiên bản áo em Trà mặc. Áo màu đen em mặc size M và có cả chân váy nữa. Nếu như mà chị nào mình muốn lấy cùng luôn thì để em tách set luôn nha. Ok em, chị chốt size M. Dạ ok chị Meo Meo nha. Em xem bình luận của chị nào. Áo em đang mặc bao nhiêu? Các chị em mình ơi, hiện tại là em đang mặc cả set là 569. 569 đi ạ. Mình vừa nhận hai áo xong, chất đẹp và rất ưng. Dạ chị Vân Lê, em cảm ơn mình. Chị Vân Lê ơi thì mình có thể tham khảo cho em cái bộ em mặc này. Bộ em mặc có hai màu cơ. Có cả bạn này nữa. Họa tiết hồng pyjama. À chị Nguyễn Thanh chốt pyjama. Đây, đợi em một chút em lên thêm cái bộ dài tay hoa nữa nhé. Pyjama hồng cũng xinh. Đây ạ, bộ em mặc có hai màu. Có đỏ và có đen, kẻ đỏ kẻ đen nhá. Bộ em mặc có hai màu thôi. Đầy đủ form size. Bộ em Trà mặc đầy đủ form size. Chị bảo là mặc cái mẫu đang cầm đi Trà là bộ này ạ. Bộ này thì lát nữa em mặc lên nhá. Chị bộ này còn nhiều không? Đấy ạ, còn LXL, còn 2ML em ạ. 2ML, LXL, thế thì bạn này cũng còn ít lắm. Thôi rồi lát nữa em mặc lên nhá. Mặc lên để hết sạch bạn này luôn. Không còn má này nữa. Mình chỉ thích áo thôi. Kẻ đen và đỏ, chị lấy áo nhé. Trời ơi em Chào mà tách cho chị Trần Tuyết xong là tách hết toàn bộ cho các chị rồi. Nếu như mà chết rồi. Các chị em mình mà toàn thích áo không thôi thì nếu như mà các chị mình lấy áo không thôi thì cũng được. Nhưng mà mình sẽ có mức giá chia từ mức giá 995.000 ra cho em nhé. Bởi vì thực sự là áo mà đi rồi thì chân váy chỉ còn ở lại là còn rời không thôi đấy các chị mình. Lát nữa chị Hoa Ban Mai đợi em để em lên cái bạn này. Bộ tiếp viên thì em còn hai màu đỏ và một đỏ đô và tím than chị ạ. Tuy nhiên bộ tiếp viên thì chị thích xem màu nào thì em Trả lên đây. Em lên nốt cho chị Nguyễn Thanh này. Bởi vì là chị Nguyễn Thanh chị đợi từ đầu rồi. Chị đợi từ đầu để chị chốt nốt ấy, chị dồn để em lên nốt này. Chị Meo Meo ơi, em chỉ có bộ đấy, còn có hai bộ màu thôi, chị nhắn tin đi. Chị đừng chốt trên like chị ạ. Kinh nghiệm của em Trả là đừng chốt trên like. Vì chốt trên like rủi ro lắm, toàn bị trôi mất đơn thôi. Bộ em mặc có S chị Đông Đoàn nhé. Đây, chị lên bộ pyjama đi để em đặt ạ. Bình thường em mặc quần S, cân chuẩn em là 50kg. Thế thì em nghĩ là chị mặc sẽ được mà. Bộ nhà chị mặc sẽ được mà. Thế thì nhá, em có nhiều bộ này lắm này.
nhiều bộ lắm nhưng mà chỉ có size S thôi. Nhưng cái bộ đấy là chỉ có size S. Đợi em một tí em lên cho, bây giờ em lên trước bộ hoa này trước nhá. Chị nào thích thì dồn đơn. Hôm trước chị đặt một bộ tiếp viên màu đỏ size L cất cho chị nhé. Em ơi cất đơn cho chị Hiền Vũ chưa? Chị Hiền Vũ, chị bảo là chị đặt một bộ size L màu đỏ. À một tiếp viên. Bộ tiếp viên không biết là kiểm tra xem là có đơn chưa hay làm hay là hết thì phải báo cho chị biết nha. Tại vì chị bảo là chị đặt rồi đấy. Dạ đúng rồi các chị mình. Đây nhá, em đem bộ này. Set váy em cầm bao nhiêu? Set bạn, nếu như mà chị em mình thích cái set đấy, em có 2M và hình như là 4L, 4XL gì vậy. Gì đấy các chị mình ạ. Lát nữa em mặc lên cho, cái set tập ly lát nữa em mặc lên. Nhưng mà trước tiên thì em lên nốt bạn này đã. Bộ tiếp viên mình nhận rồi, chất ok lắm. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị đó. Chị nào mà mình nhận rồi thì mình bình luận cho em Trà nhá, để em Trà có thể là xác nhận được là các chị mình đã nhận được đơn rồi. Hả? Ừ. Cất cho chị một bộ đi, xong rồi để chị Hiền Vũ, chị có dồn gì thì chị dồn ý. À ok chị Hiền Vũ ạ, em nhận được thông tin của mình rồi, em bảo các bạn đến rồi chị ạ. Chị Bùi Ngọc Hà hỏi có đẹp không, chị Bùi Ngọc Hà ơi, em Trà nói thật nhá. Em Trà nói thật với các chị mình là bộ tiếp viên ý, em Trà không like là không, em Trà like bộ đấy không tính theo chục bộ hay là ví dụ như là 20-30 bộ đâu các chị ạ. Thế nên là mình cứ tin tưởng em Trà, mình lấy thử đi. Riêng cái bộ tiếp viên, bộ đấy là trong những cái bộ mà hôm em Trà like là cái hôm đấy là hôm đấy phải nói là cháy hàng ngay lập tức, chỉ trong có nửa livestream thôi là em hết sạch cái bộ đấy luôn. Còn các chị mình cứ lấy thử cho em nha chị Hà. Em xem set váy em cầm vừa rồi là set tập ly. Chị Phạm Hà, chị lấy áo đỏ và áo đen size M, ok chị gái luôn. Vậy thì tính cho em luôn này, giá gốc là 985.000 nhá. Mình sẽ có mức giá áo rồi sẽ là chia ra cho em. Bộ tiếp viên màu xanh tham, đợi em một chút. Ok chị. Ok chị đi, em không ok ạ, đợi em một chút nha, xem like để dồn đơn tiếp. Em nhắn rồi, em nhắn các bạn rồi. Chị nào thích bộ pyjama hoa thì chốt cho em này. Bộ này là bộ pyjama dáng dài, áo cũng là dài tay luôn. Chốt cho em Trà bộ này là hoa cam. Bộ hoa cam, hoa đen này, hoa hồng. Bộ này thì em có 3 size ạ, S, M, L. Bộ hoa hồng này thì em còn có 3 bộ. À đâu, sorry các chị, bộ hoa hồng này em còn có 2 bộ thôi này. Bộ hoa hồng này hồng nhạt ý, hồng nhạt kiểu hồng tím ý, bộ này xinh lắm. 299 nhá, em like nhanh thôi, bộ này em like nhanh thôi đây ạ. Bộ mặc nhà hoa các chị mình. Đó, chốt cho em nha. Còn bây giờ tiếp tục thì lát nữa em trả lên những cái bộ pyjama lẻ size. Tức là chỉ còn có một bộ. Những cái bộ pyjama còn một bộ thì lát em lên. Bộ tiếp viên giá bán là 539 chị ạ, 539. Áo đang mặc không có lẻ các chị mình. Tuy nhiên nếu như mà chị nào vẫn thích lẻ thì mình nhắn tin cho em nhá. Thì cái mức giá sẽ là 985.000 và tách ra cho em với mức giá rồi thôi ạ. Set váy kẻ công sở em mặc là 569. 569 đây này. Nhiều chị đang hỏi bộ tiếp viên này, em giới thiệu bộ tiếp viên nha. Bộ tiếp viên có 2 màu, có màu xanh than. Đến giây phút này của em Trà mà chị nào mà chưa có bộ tiếp viên trong tủ đồ thì thật sự là chưa ủng hộ em Trà rồi, chưa tin em Trà rồi, thật sự đấy ạ, chưa tin em rồi. Bởi vì các chị biết sao không, cái bộ tiếp viên này em Trà không phải like là like gọi là like nói đơn thuần đâu, mà bộ này là em có bao nhiêu em phải nói là tặng các chị mình bấy nhiêu luôn. Cực kỳ đẹp với cái set đồ tiếp viên này, em có 2 màu. Bộ tiếp viên này màu đỏ đô nhá. Đúng rồi, chị nào mà chưa có cái bộ, bây giờ em điểm danh xem nào. Bây giờ ở trên live của em Trà thì đang có gần 300 chị em mình, tất cả các máy em like nhá. Tuy nhiên các chị mình điểm lại giúp em xem là chị nào ở đây có bộ tiếp viên rồi. Có bộ tiếp viên rồi thì mình bình luận cho em là 1 bột nhá, bình luận cho em số 1. Chị nào chưa có mình bình luận số 0 cho em xem nào. Để xem là có bao nhiêu chị đang có cái bộ này rồi. Thực tế luôn, vì bộ này hàng về không kịp trả các chị ạ. Ví dụ như chị Hiền Vũ ấy, chị vừa nhắn với em là cất cho chị một đơn ấy, là em cất trên hệ thống thôi, còn cũng chưa có hàng chị ạ. Sắp tới mới có bộ để về thêm được một ít nữa. Còn vừa rồi đơn vừa rồi về là hết sạch rồi. Nên là nếu như mà chưa có thì rất là tiếc, là một cái điều đáng tiếc các chị em mình ạ. Bộ này mình bình luận giúp em sẽ là bộ tiếp viên 539, màu đỏ đô và màu xanh than. Bạn này có phối cổ nơ lệch. Chị Huyền Bùi có một bộ tiếp viên rồi này. Đấy. Chị Đỗ Ngọc chưa có. Trời ơi, chị Đỗ Ngọc. Chị ai nữa để em xem nào. Còn chị nào bình luận số 0 là chị chưa có. Bộ em mặc đẹp quá mà chị vẫn thích bộ pyjama nữa, không biết chọn bộ nào em ơi. Chị Hiền Vũ ơi, em nghĩ là nên chọn bộ công sở. Nếu như mà là em Trà. Nếu như mà là em Trà thì em khuyên chị nên mặc bộ, chọn bộ công sở đi. Bộ pyjama thì mình có thể để những cái thời gian sau mình săn cũng được, nhưng mà công sở rất là cần. Bộ hoa hồng cam hết 66 nặng 65 kg. Nặng 65 kg thì mình có thể mặc được. Bình thường là chị mặc XL, nhưng mà tuy nhiên cái bộ đấy thì em chỉ có đến size L thôi. Size L là dưới 64 kg cho bộ pyjama.
Đó. Bộ tiếp viên em đang cầm là 539 nhá. Bộ tiếp viên đẹp. Chị ơi, tại sao mà lý do mà các chị mình cứ biết là hàng về là lại hết không? Đợt vừa rồi là về, em bảo là em về để trả đơn ý. Nhưng mà thật sự là không đủ, không đủ các chị ạ. Thế nên bắt buộc là vẫn phải về thêm một lần nữa. À, các chị mình ạ, lên bộ tiếp viên có lẻ không? Dạ không ạ, bộ tiếp viên em không có lẻ đâu ạ. Chị đã có bộ tiếp viên mặc xinh xuất sắc. Cảm ơn chị của em rất là nhiều, chị Oanh Ngọc nha. Đó, ở đây thì em đang thấy là có chị Huyền là người có bộ tiếp viên rồi. Chị Đỗ Ngọc chưa có này, chị Oanh Ngọc có luôn. Chị Đỗ Quế chưa có. Vậy thì chị gái nào của em chưa có bộ tiếp viên thì các chị mình cố gắng đi. Em chẳng nói thật đi ạ, không có bạn này trong tủ đồ thì đã là bỏ lỡ. Mình cảm thấy rất là thiếu, rất là thiếu luôn cái thiết kế này. Xét tiếp viên cho em nhất 539. Và nếu như mà chị em mình để ý nữa là cái bộ, riêng bộ tiếp viên là có cái giá gọi là giá sàn và thấp hơn so với tất cả các bộ em tràn lan. Bởi vì bộ này em muốn các chị mình mặc lên là chính thôi. À, lên bộ pyjama đi chị. Chị Huyền Bùi, mình thích bộ pyjama ngắn hay dài tay để em lên luôn nào. Bộ em qua, bộ hôm qua em mặc màu hồng gạch. À, bộ nâu chứ. Bộ nâu đất đúng không chị? Chị Huyền Bùi bộ đấy đúng không? Bộ đấy thì em còn có ML đấy. À, em có size ML, size L đấy chị ạ. Đây. Bộ này. Em thường chỉ bảo là bộ pyjama. Bộ này đúng không chị? Em so sánh cho chị nhá. Khó. Ca này khó chị Hiền Vũ ạ. Không biết tư vấn kiểu gì luôn. Mỗi bạn một kiểu. Bạn này thì là kẻ sọc. Nhưng mà màu bọn này đẹp nhá. Màu bọn này đẹp lắm. Cháy hàng rồi chị ơi. Bộ này bây giờ em còn riêng cái màu nâu đất này chỉ còn có 6 bộ thôi. 6 bộ tương đương với 3 size. Em có ML, XL. Form dáng bạn này là form dáng cổ, là cổ sen, chân váy bút chì như thế này. Nhưng màu bọn này xinh. Còn bộ của em Trà đang mặc ấy, thì em khuyến khích chị nào càng nhiều khuyết điểm mình càng nên lấy cái bộ em mặc. Nhiều lúc các chị bảo em ơi chị có nhiều khuyết điểm, chị không tự tin mặc chân váy được. Nhưng mà riêng bộ này nha, em khuyên một câu chân thành. Chị nào cực kỳ nhiều khuyết điểm đi, hoặc là mình không tự tin với cái body, với cái vóc dáng của mình, thì mình lấy thử cho em bộ này. Riêng cái bộ này giải quyết khắc phục gọi là như sao các chị mình cứu cánh toàn bộ cho các chị mình luôn, che khuyết điểm rất là tốt là bộ kẻ này này đó. Còn cái bộ này thì màu xinh và kiểu cách của bạn này cũng theo cái phong thái cũng rất là sang chảnh như các chị mình. Ừ đấy, bộ em cầm tay luôn đây, em đang lên cho chị Hiền Vũ ngắm lại để mình so sánh xem. Chị Than Lê là có rồi à em ơi, ở trong cái danh sách free ship ấy có chị Than Lê chưa? Chị không giấu Than Lê hay Than Lê ấy? Than Lê đúng không, ghi cho chị ý đi, free ship cho chị gái đấy á. Ok ạ. Chị bộ tiếp viên màu xanh than size L. Chị Ngọc Hà cứ nghe em Trà nhá, không bao giờ làm chị thất vọng đâu. Thật sự đấy ạ, bộ tiếp viên. Bộ tiếp viên thì em Trà không phải là like là chỉ nói đâu, mà em like bằng cả những gì mà em có luôn. Tức là cả tấm lòng của em luôn. Bởi vì bộ đến rất đẹp. Đơn giản là bởi vì bạn ấy đẹp thôi. Bộ nhà em dạ, cảm ơn chị Đỗ Quế. Chị Đỗ Quế ơi, mình đã trải nghiệm thử bộ nào của iMode cho chị. Áo đang mặc. Cho mình bộ tiếp viên màu xanh than size L. Chị Ly Bùi ơi, mình phải nhắn tin cho em hay là mình lên tiếp viên nha các chị nhá. Đăng máu cái này lên tiếp viên luôn nha các chị. Các chị ơi, hay là mình lên tiếp viên nhá. Hãy đi thay tiếp viên nhá. Cho nhưng mà các chị hiện tại chốt tiếp viên ấy, hiện tại chốt tiếp viên chưa có sẵn ngay đâu các chị ạ. À, mà là hết sạch hàng rồi, chưa đủ hàng để mà trả bộ đợt trước nữa các chị ạ. Chưa trả được đơn đâu. Thế nên là em mới ngại đi thay đấy. Các chị mình có muốn em trả đi thay bộ tiếp viên không? Đặt trước thôi, đặt là đăng ký trước thôi. Để khi mà hàng về là các chị mình có một suất thôi. Còn bạn ấy thì không có dư giả nhiều đâu. May ra thì nếu như mà chị nào mà có size của mình trùng khớp ấy thì là mình có 1 đến 2 chiếc ở kho thôi. Còn đâu là hết sạch các chị mình ạ. Còn đâu là hết sạch đấy. Bộ tiếp viên là 539 ạ. Rẻ nhất trong tất cả các bộ em Trà từng like. Mà đẹp như vậy luôn. Bộ tiếp viên em không có lẻ rồi chị ơi, không có lẻ. Chị Vân Lê ơi, áo em đang mặc có giá 499 nhá. Mình lấy rời áo là 499.000 cho em. Em sẽ là lấy mức giá là 995.000 một bộ. Em chia đôi ra áo và chân váy. Thật ra các chị mình nên lấy cả set. Cái quyền lợi của mình tốt hơn. Em ơi chị hơi to vừa mới sinh. Theo em chị nên mặc bộ nào? Nếu như vậy thì chị mặc bộ kẻ đi chị. Bộ kẻ này che khuyết điểm tốt lắm, mạnh hơn. Bạn này che mạnh hơn. Còn bạn này nhìn thì thời trang hơn. Bạn này thì đơn giản, nhưng mà bạn này che khuyết điểm mạnh. Chị Huyền Vũ mà mới sinh xong ấy, mình nên mặc bộ em đang mặc ấy, bộ kẻ đen này này. Nếu như mà các bạn khác mà tư vấn ý, thì các bạn khác sẽ bảo là chị ơi bộ nào chị cũng mặc được.
Và cái điều quan trọng là bộ nào nó cũng che tốt. Nhưng mà với em thì em chả nói thật là nên mặc bạn kẻ này. Bạn kẻ này thì có cái form mà để đánh nó mạnh hơn ý. Chất thì chất liệu thì toàn bộ giống nhau, đều là nhập khẩu. Nhưng mà có những cái form nó sẽ chiết vào mạnh hơn. Và nhất là cái kẻ lớn, kẻ bản lớn em đang mặc thì nó sẽ là một cái nó ưu điểm hơn các chị ạ. Chị lên pyjama mấy em dồn CS rồi. Nào, chiều luôn chị Nguyễn Thanh này. Trời ơi, chị Nguyễn Thanh chị nhiệt tình quá. Thôi bây giờ em phục vụ chị luôn nhá. Chị Nguyễn Thanh chị thả tim cho em đi ạ. Để em trả lấy thêm một cái sức mạnh phi thường. Thì để em tặng cho mình thêm mấy cái bộ lẻ size nào. Đây. Bộ pyjama dài em còn 3 bộ. Bộ này em còn có 3 bộ trên tay của em thôi. Chị mặc vừa. Chị mặc vừa thì em lên luôn nào. Chị Đỗ Quế chưa em à? Chị Đỗ Quế ơi, thử đi. Thử đi chị. Nghiện like nhà em mất. Sợ chả có tiền mua. Đó, trong chị bảo mặc bộ đồ thì biết đẹp hơn cả em. Ai? Chị Đáo? Chị Phương Kiều. Chị Phương Kiều à? Mặc đẹp hơn cả em à? Đấy, thấy chưa? Các chị thấy chưa? Các chị bảo là chị có em chả mặc đẹp đúng không? Nhưng mà có chị đấy, có chị Phương Triệu vừa rồi nhắn tin trên page thôi, nhắn tin trên page là chị mặc bộ tiếp viên còn đẹp hơn cả em chả. Thế nên là các chị mình ơi, mình phải tự tin lên các chị nha. Tự tin lên. Dạ em xin chào chị Dung Kim. Hello chị, mình bán cho chị hai à tiếp viên em. Bộ tiếp viên thì em lại chưa tách rồi chị ạ. Bộ em đang cầm giá bao nhiêu? Bộ tiếp viên vừa rồi à chị? Bộ tiếp viên vừa rồi em cầm là 539. À, chồng chị bảo trời ơi thế này thì trời ơi, chị ơi chị Phương Triệu ơi. Đấy, như các chị mình mua được những cái set bộ mà đẹp ấy, không những là mình mặc đẹp đâu mà mình còn hâm nóng được cả tình gọi là tình cảm vợ chồng các chị mình, tình cảm vợ chồng còn đi lên nữa. Thế nên là mình cứ đầu tư bản thân cho em các chị nhá. Không đi đâu mà thiệt cả, cứ phải gọi là chăm sóc cái bản thân mình, kể cả ở nhà nội trợ cũng phải mua cho em những cái bộ pyjama đẹp. Và vest thì hiện tại em đang hết ạ. Bộ tiếp viên cao 1m65 nặng 55 kg, mặc size L cho em chị Loan nha. Set kẻ cuối bên tay phải có phải bạn dập ly không chị? Có phải bạn dập ly ở bên ngoài cùng màu nâu không? Đây em lên bộ pyjama này. Bộ tiếp viên thì lát nữa em chả mặc lên nhá. Bộ tiếp viên lát nữa em mặc lên. Bộ em mặc các chị cứ chốt cho em là kẻ đen kèm size kèm số điện thoại 569 này. Bộ này là bộ hoa nâu, bộ này có cái dòng chữ thương hiệu luôn. Em còn có một bộ size S thôi. Một bộ size S, bộ này lẻ size rồi chị ạ. Chị nào chốt bộ này mình chốt cho em là bộ này là pyjama nâu nhá. Pyjama nâu kèm size kèm số điện thoại cho em. Có một bộ size S. Size S ạ. 280.000 cho em. Bạn này có thương hiệu luôn các chị này. Mình nhìn thấy thương hiệu dòng chữ cho em không? Thương hiệu chữ luôn ạ. Chị được tặng sinh nhật bộ tiếp viên màu đỏ. Wow, chị Dung Kim được tặng sinh nhật hả chị? Chị Dung Kim ơi, mình sinh nhật ngày nào hả chị? Để em trà sẽ ghi nhớ. Chúc mừng sinh nhật chị muộn nha. Chị Dung Kim được mọi người khen là vui rồi đúng không chị? Bộ em đang mặc giá bao nhiêu em? Chà ơi, chị quên mất giá, 569 chị ạ. Bộ em mặc vào cái bộ hồng mà chị, bộ nâu đất mà chị đang phân vân ý, thì giá bằng nhau. Hai bạn giá bằng nhau chị. Nhưng mà nhiều khuyết điểm thì nên mặc bộ em mặc. Đó là em chả tư vấn thật. Còn nếu như mà chị vẫn thích bộ nâu đất cũng được, mình vẫn lên cho em được chị nhá. Đây ạ, bộ này em là bộ hoa nâu này. Lên chốt cho em là pyjama hoa nâu dài tay. Bộ này dài tay nhá. 280.000, em còn một bộ duy nhất. Size S là 280.000. Tiếp tục ạ, bộ này là bộ hoa đen. Bộ này là bộ mình chốt cho em sẽ là hoa đen dài tay. Hoa đen dài tay kèm size kèm số điện thoại, size S nhá. Một bộ thôi, 280.000. Bộ tiếp viên cao 1m50 nặng 49 kg. Mình mặc size M, size M cho thoải mái chị nhá. Mặc size M cho em ạ. Đây, bạn này pyjama các chị mình này. Hoa nhá, 280.000. Và màu cuối cùng ở đây sẽ là màu pyjama hoa trắng. Đó, đều là quần dài áo dài hết cả set luôn. Nhưng mà chỉ có size S thôi, 280.000. Thích cả hai lão nào giờ? Lão nào bây giờ chị ơi, bây giờ làm thế nào? Can này khó quá đúng không các chị? Thật sự can này khó quá nhưng mà lại không thể bỏ qua cơ. Bình thường ấy, em thấy em hay nói vui vui ý, nếu như mà can nào khó quá thì mình bỏ qua. Nhưng mà đến cái can này khó không thể bỏ qua được các chị. Bỏ qua là mất cơ hội luôn. Thế nên là không thể bỏ qua được. À, bạn ơi bộ vest váy, đây có phải bộ này không chị? Vest váy giật ly nhỏ là cái bạn mà bạn áo cổ bèo đấy, em có MLXL chị Nhung. Cho chị xem bộ có quần. Bộ có quần thì em có bộ xanh và bộ vàng bò. Chị thích màu nào thì bảo em lên nhá. Chị mới sinh nhật hôm 25 tháng 8 em yêu ạ. Chị cả... Ồ, 25 tháng 8 mà chị gái. Ok ạ, bây giờ thì em chả nhớ cho chị Dung Kim. Nhưng mà lâu lắm rồi em mới thấy chị mình đấy. Bây giờ lâu lắm rồi em chả mới gặp lại chị trong live stream.
có quần hay chân váy, set em mặc là chân váy chị ạ. Đúng rồi, cho chị xem. Chị đợi em một chút nhá. Vàng bò đúng không? Nâu tây và vàng bò đúng không chị? Ok, bộ quần vàng bò mình đợi em một chút, em lên bộ này. Bộ này mình lên cho em, bộ này sẽ là à, bộ này ngắn tay. Bộ này là bộ pyjama, quần dài, áo là áo ngắn tay. Bộ này mình lên cho em mức giá là 280.000 nhá. Em có một bộ size S thôi. Một bộ size S thôi ạ. Cổ là cổ bèo các chị mình. Không phải cổ bèo đâu, bạn này là kiểu cổ vuông ấy, cổ vuông vuông, cổ nhọn nhọn. Mình chốt cho em bộ này là pyjama màu xanh chữ. Màu xanh chữ các chị nhá, hoặc là mình chốt cho em màu xanh chữ ngắn tay đi. Có đúng một bộ size S thôi, 280. Đây này em giơ lại cái bộ dập ly nha. Hay là chị ơi, chị đợi em một chút đi, em đi thay bộ dập ly bây giờ chị Nhung ạ. Em đi thay bộ dập ly rồi. Rồi là chị Hương Giang trước vậy. Bộ này là em giơ thôi. Chị Hương Giang ơi, bộ quần vàng bò này. Bộ này thì mình sẽ có một áo, một quần, kèm tặng thêm một cái bông tắc, mà một cái bông hoa cài, tắc cài mềm mại nữa. Mình bộ xanh nhé. Chị thích bộ màu xanh là bộ nào thì mình chốt cho em nhé. Không biết là mình đang lấy mã nào ạ, bởi vì em chả đang like xen kẽ cả dòng công sở và cả dòng pyjama. Thế nên là mình chốt bạn nào thì mình bình luận lại cho em. Đây, một quần và một áo này. Check lại mã này cho em là mã gì nhá. Mã và size này luôn. Kiểm lại cho chị mã này với cả giá. Mã chốt cho em bạn này là set pep lăm màu vàng bò. Em có size bạn này MLXL. MLXL ạ, 639. Set này nếu như mà chị thích, chị Hương Giang mình chia sẻ cho em để em free ship cho mình luôn, 639. Mấy hôm vừa rồi chị bận xây dựng kế hoạch và chuẩn bị cho năm học mới. À, vậy à chị Dung Kim. Em cũng đoán là mình bận nhưng mà tại vì lâu lâu quá em không thấy. Mà các chị mình ơi, thật ra nhá, nhiều lúc ấy, em thấy các chị mình xem like của em thì em chả thấy yên tâm. Nhưng mà lâu lâu không thấy kiểu như là mình cũng tò mò ấy. Mình cũng bảo quá là nhờ dạo này không thấy chị đâu cả. Thế nên là kiểu cũng thắc mắc các chị mình ạ. Thế nên là nếu như mà chị nào mà mình có công việc thì mình vào xem like của em Trà chỉ cần một chút xíu thôi. Sau đó thì mình có thể hoàn thành công việc nốt để cho em đỡ lo nha. Nhiều lúc em bảo là chưa, ô, gọi phải nói là gần tuần nay rồi không thấy các chị đâu cả. Quái lạ thật, không biết là các chị mình đi đâu rồi hay là có làm sao không đúng không ạ? Thế nên là nhiều lúc mà các chị mình xem like của em Trà nếu như mà có bận quá thì mình, ví dụ như chị Dung Kim nha, là những cái người mà em thật sự quan tâm ấy. Thế nên là các chị mình vào like thì mình chỉ cần gọi là em ơi chị vào like đi, hoặc là em ơi chị đi đây, chị có việc bận rồi, thì để cho em Trà biết đỡ lo. Còn bạn này thì mình lên cho em set này là set quần ạ. Một áo, một quần, có hai màu. Thật ra là màu vàng bò thì em nghĩ là phù hợp với các chị công sở hơn. Còn màu xanh thì trẻ, màu xanh thì trẻ nhá các chị nhá. Còn màu này thì phù hợp với đa số màu vàng bò đấy ạ. Chị Phương Triệu là ghim luôn, bình luận của chị Phương Triệu đây rồi. Chồng chị báo. Ok ạ, chị Hoàng Hằng Hồng Thao. À, Hằng Hồng Thảo, mình đợi em. À, bây giờ em sẽ đi thay nhá. Em đi thay sang cái bạn dập ly đi. Bởi vì dập ly này em còn mấy set này, em sẽ đi thay để hết mã này luôn. Chị nào thích em đi thay bộ dập ly thì mình bình luận cho em. Bộ này em có 2M, 4L và 4XL. Tổng cộng là còn 10 set vừa sinh. Vừa sinh 10 set cho 10 cô gái nhá. Chị nào mình mặc thích mặc dập ly mà mình chưa chốt được thì mình lên cho em. Có bộ ngủ cộc tay không? Bộ ngủ cộc tay em có chị ạ. Ngủ cộc tay thì em có nhiều lắm, nhưng mà đợi em lên xen kẽ. Còn bây giờ em định chuyển sang cái bộ dập ly nha. Dập ly này thì hầu như là ai cũng mặc được, bởi vì cái bạn này sẽ là midi dáng dài đấy. À, form dáng chân váy midi dáng dài. Chị nào mà chốt bộ em Trà đang mặc thì mình nhớ là bình luận nhanh nhá. Bởi vì bộ em Trà đang mặc em vừa kiểm tra xong là còn rất là ít thôi ạ. Bạn này đợi em một chút xíu này. Bạn này là màu kẻ đen là cũng xong hết rồi. Đó, em vừa kiểm tra rồi ạ. Bộ kẻ đen của em Trà mặc chắc là còn tầm 5 set nữa thôi. Còn bộ kẻ đỏ thì mình vẫn còn nhá. Có chân váy dập ly như vậy bán rồi không em Trà ơi? Chị ơi, chị thích mặc màu đen hay là mình mặc màu gì để em tìm cho mình? Chân váy lẻ. Chân váy tách đi chị.
đợi em một chút, em đi thay lên cho các chị mình ngắm cái bạn này luôn nhá. Chốt nốt cho em chào có 10 set cuối cùng dập ly. 10 set dập ly cuối cùng ạ. Em tìm cho chị một em màu đen để chị mặc với áo ký da đỏ em nhé. Chị Dung Kim ơi, mình mặc size gì chị? Đây, bạn này đúng không chị? Mình một set tiếp viên màu xanh than size M nhé. Ok, chị Tùng Trần ơi, mình nhắn tin cho em địa chỉ nhé chị nhé. Sau ơi, cho mình xem váy sọc đuôi cá bên vải phới. Ok chị ạ, đợi em một chút em quay trở lại rồi em sẽ dơ cho mình. Pyjama có giá là 299 chị ạ. Những các bạn nào lẻ size là 280 có một bộ độc luôn. Có chân váy dập ly màu đen bán với size S. Ơ, size S em có một chiếc này. À đây rồi, chị Trung, chị Ti Trung. Có chân váy dập ly đen size M không em ơi? À, chân váy dập ly đen size M hết sạch rồi chị ạ. Em còn đứng một chiếc không? Bạn này em còn đứng một chiếc này. Chị Ti Trung hoặc là chị Dung Kim, nếu như mình mặc vừa size S nha thì mình lên cho em. À, chân váy màu đen. Ồ, sợ chị Dung Kim không vừa bạn này. À, chân váy màu đen này size S em còn đứng một chiếc 299. Chân váy voan đây này, các chị mặc luôn với cả mặc luôn với cả cái bạn áo lúc nãy em chẳng có lên ý, áo ký giả này cũng được này. Áo ký giả, áo peplum các chị mình đều mặc được nhá. Đây. Mặc set này cũng rất là xinh ạ, áo ký giả với cả chân váy và dập ly. Em có một chiếc size S, chân váy là 299. Nếu như mà chị Pi Trung thích cái bạn chân váy đen này thì chốt cho em là chân váy dập ly đen có hai lớp chị ạ. May được thiết kế các chị mình, bạn này bay dáng nhá, vô cùng là mềm. Chân váy dập ly có 299 thôi. Giá này thì em cảm thấy tốt nhất trong tất cả các cái mức giá mà các chị mình có thể đi tìm hiểu thử cho em. Phiên bản chân váy dập ly nha. Đó, nhưng mà form bạn này là form mềm, nó bay dáng. Có đúng một chiếc size S ạ. Lần cái chị nào mà dưới 50 ký. Đây. Chị mình vừa hỏi em đầm đuôi cá này. Đầm đuôi cá em có hai màu. Đầm đuôi cá em có hai màu các chị mình ạ, đầm kẻ vàng và đầm kẻ nâu nhá. Tiếc quá lại hết mất size màu của chị. Tiếp mất xem rồi cho các chị mình là hết xem hồn. Xem máy dập ly rồi. Chị nào thích set dập ly của em chào mặc chốt cho em. Set dập ly chỉ có MLXL. Em đang mặc xem màu. Set dập ly nâu này em đang mặc M. Bởi vì còn có 2 M thôi các chị ạ. Thế nên là em chào mặc thì hơi rộng một chút. Nhưng mà tuy nhiên các chị mình mặc đẹp nha. Đó. Nên là yên tâm cho em bộ dập ly em mặc này. Set tiểu thư này. Không thể thiếu được set tiểu thư này. Còn đây là đầm đuôi cá. Bạn này là đầm kẻ caro. Có 2 màu, kẻ vàng, kẻ hồng. Chốt cho em là đầm kẻ với gam màu kẻ vàng sẽ là form dáng cho các chị mình có một cái bản nơ nhé, bản nơ yêu. Chân váy đen em cầm có size ML không em? Dạ không chị ạ, hết sạch rồi. Còn áo ký giả, có áo ký giả có cổ không em? Áo ký giả có cổ thì em có set thôi, chị mình có được không? Có set áo ký giả mà có cổ, em có set ký giả màu xanh xanh đậm và vàng bò set ạ. Bộ em mặc có bà nào không em? Dạ không ạ, bộ em chả mặc là đi theo set rồi chị gái ạ. Nhiều chị đang muốn mua chân váy lắm đấy kìa. Nhưng mà bộ em mặc phải đi theo set rồi, không tách áo rồi được chị nhá. Đầm caro này có giá 399. Em có 3 size S, M, L, XL. Thiết kế kẻ caro bản lớn có phối cổ cho mình, đặt điểm nơ rất là xinh. Bạn này là đầm đuôi cá có dập ly ở chân váy các chị nhá. Form dáng này lịch sự, mặc đi làm, đi chơi. Kết hợp các chị mình mặc cả đi chơi cũng rất là đẹp luôn. Trẻ trung mà nhìn bạn này rất là điệu bởi vì dáng đuôi cá tôn dáng cho em luôn nha, tôn dáng tôn da. Set em đang mặc có giá là 599.000 ạ. Set dập ly em đang mặc có giá là 599 chị Hiền Nguyễn nha. Chào đón. À tặng sao à chị Hiền Nguyễn? Bộ em mặc là 599. Em chỉ có ML, XL thôi. 2M, 4L, 4XL. Đó chính là set của em chào đang mặc. Nhưng nhớ giúp em là set này em không có tách set đâu ạ. Bởi vì cái thiết kế set này đi theo bộ rồi.
Set tiểu thư giá bao nhiêu? Set tiểu thư em mặc có giá là 599, có 8 set, 2M, 4M, à 4L và 4XL. Em đang mặc size M hơi rộng một chút, nhưng mà thật sự là cái bạn này xứng đáng các chị mình ạ. Xứng đáng nên chuẩn bị trước cho em nhé. Ơ, sao cái máy này tắt rồi chị ơi? Tắt rồi, em vừa đi thay em ra thì tối rồi này. Chết rồi. Bây giờ cắm vào cho nó lên đi, không thấy màn hình sáng nữa. Set em mặc có màu khác không? Dạ không chị ơi. Set em mặc thì chỉ có một màu thôi. Bạn này cũng còn tầm 10 set nữa là đóng mã rồi ạ, hết mã. Set này hầu như là em thấy là chị nào cũng thích cái dáng này. Bởi vì bình thường là các chị mình tìm kiếm chân váy đã khó rồi, nhưng mà đây là cả set đi theo bộ nữa. Mà trẻ lắm, set này kiểu tiểu thư ấy. Dáng tiểu thư trẻ trung. Đây đang vào rồi, chờ lên đã chị ạ. Bộ mới hôm nay là bộ gì em chị mới vào? Hôm nay bộ mới là bộ kẻ đấy chị ạ. Đây, bộ mới hôm nay em trả lên như này là bộ kẻ nhá. Kẻ nâu, kẻ hồng hôm trước. Kẻ nâu caro với cả kẻ nâu đất hôm trước like còn không em? Còn chị ạ, nhưng mà em chỉ có ML, XL thôi. Cháy size S rồi, các chị gái size S mặc hết hàng luôn rồi. Còn bây giờ em lên cái bộ hôm nay em trả lên nhá. Hôm nay em lên bộ này ạ. Bộ này có áo và có chân váy này. Đó, set này set mới hôm nay em trả mới lên nhá. Thiết kế bạn này chất liệu Vân Hàn, nhập khẩu cao cấp. Mặc lên thanh lì mịn và co giãn dễ chịu, để các chị mình có thể gọi là mình hoạt động tự tin đúng không ạ? Bạn này có giá trên line là 569.000 một set. Em có kẻ đỏ và kẻ đen. Dáng này là dáng hôm nay lần đầu tiên em trả lên nhá. Ra mắt cho các chị luôn. Cho chị xem thêm set công sở. Chị Bùi Ngọc Hà là mình mặc size gì chị nhở? Để em trả lên những cái bản mà có size của chị. Những cái bạn sau lưng em thì lẻ rồi, lẻ hết form size rồi chị ạ. Ok, đợi em một chút. Em sẽ lên thêm chị Ngọc Hà dồn đơn nhé. Chị mình có câu hỏi gì các chị mình bình luận giúp em nha. Và sau đó thì em chả cũng sẽ chuẩn bị là kết thúc rồi. Bởi vì là ngày hôm nay mình lên những cái set kẻ caro này có 20 set thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì em nghĩ là những cái sản phẩm này được các chị mình chào đón rất là nồng nhiệt rồi đúng không ạ? Bạn này em trả điểm lại nhá. Set hôm nay set mới, bạn này xinh lắm. Bạn này cực kỳ đẹp luôn ấy. Kẻ bản lớn, không phải kẻ nhỏ. Không phải kẻ caro liti ạ. Bạn này kẻ to và rõ nét luôn. Set caro này có giá 569, kẻ đỏ kèm size kèm số điện thoại cho em. Tất cả những cái bạn treo background đằng sau lưng em ấy thì đều là công sở hết. Chị em mình thích cái bộ nào mình điểm luôn cái màu đấy để em trà mang đến lại gần cho các chị mình nhìn ngắm nhá. Và ngày hôm nay thì em trà sẽ chỉ tập trung vào set kẻ caro này với điểm cho các chị mình những cái bạn mà bạn set quần thì các chị này, set quần xanh, quần vàng này, cũng quần vàng bò này, hoặc là các bạn set nâu đất này. Các chị mình ơi, bạn nâu đất này thật sự là hết sạch luôn rồi các chị mình, còn 6 set thôi. Bộ nâu đất nhá, gam màu châu Âu rất xinh, bộ này màu cực kỳ xinh. Và các chị mình đi tìm đi, mình có thể đi tìm kiếm cái gam màu này, không phải ở đâu cũng có cái gam màu đấy đâu ạ. Set em đang mặc là 599, set tiểu thư nhá. Chị Thanh Hương, chị Huyền ơi, mình thích dòng nào thì bình luận cho em để em trả lên nhá. Sau đó là em sẽ chuẩn bị kết thúc live rồi các chị mình ạ. Thế nên là mình cố gắng mình chốt cho em những cái bạn này. Cho chị xem bộ xanh mực size L. Bộ đấy, chị ơi có phải cái bộ này không chị? Có phải cái bộ này không phải chị nhái ơi? Bộ đấy thì em trả hình như là còn size không? S với cả XL hay sao ấy? Còn size L không nhở? Còn size L không, để em kiểm luôn. Kẻ nâu còn không em? Bộ kẻ nâu là bộ này đúng không chị? Kẻ nâu em còn ạ. Kẻ nâu em có ML, XL. Kẻ nâu bằng giá 569. Chốt cho em là kẻ nâu caro. Bản này thì hôm qua các chị mình cũng là hôm trước chứ, hôm kia các chị mình gọi là rất là quan tâm săn đón bạn này. Tuy nhiên bây giờ em vẫn còn ML, XL. Mỗi size là còn tầm hình như là 4 set thì phải. Áo em mặc có bán rồi không? Dạ không ạ. Bộ em mặc là đi theo set của chị Hiền ạ. Đó, bộ em chào mặc là đi theo set rồi, không tách rời chị nhá. Không tách rời đâu. Hôm nay bộ mới nhất của em lên line là bộ kẻ đỏ, kẻ đen, đầy đủ form size S, M, L, XL. Còn bộ này là kẻ caro nâu. Kẻ caro nâu xong một hôm lên livestream thì hết mất size S rồi. Bây giờ chỉ có M, L, XL thôi ạ. Bộ em mặc không có áo rời các chị nhá. Có set bộ quần dài không xốp. Em có những bạn này là quần này chị này. Set bộ quần thì có bạn này. Các chị mình thích quần thì ngày mai mình vào live của em trả đi. Mai em có một mã quần mới. Và mai mã quần này xuất hiện thì em tin chắc là mai mà bộ quần mới thì em trả tin chắc là sẽ là làm hài lòng các chị. Bởi vì là bộ quần đấy nó nhìn nó sẽ phong cách. Thôi em sẽ không bật mí nữa. Hôm trước pyjama em thấy có nhiều mẫu mà nay chỉ có ít mẫu dài vậy thôi ạ. Dài tay vậy thôi ạ. Chị ơi hết sạch rồi chị ạ. Nên cái bộ dài tay vừa rồi em lên cho mình là bộ không phải không còn nữa luôn đấy chị. Bởi vì những cái bạn đấy thì được các chị mình có rất là nhiều rồi. Em có họa tiết
họ thiết dài tay xanh hồng này, bộ chữ này, bộ chữ pyjama hồng, bộ chữ pyjama be này, hoa nâu, hoa đen này, bộ này nữa này, nốt bộ này nữa là hết sạch rồi. Tại sao mà chị Nguyễn Thanh hôm trước mà mình đã thấy cơ mà mình không chốt nhanh, hết sạch rồi chị đây này. Pyjama dài tay hiện tại đang có 4 mã. Mã đầu tiên là mã họa tiết. Mã họa tiết, họa tiết dài tay. Mã thứ hai là mã hoa dài tay. Mã thứ tư là mã chữ hồng, chữ B dài tay. Mã của lúc nãy em lên là hoa nâu, hoa đen, hoa trắng dài tay. Và 5 mã, mã này là mã cuối cùng của dài tay là hết sạch rồi. Hôm đấy mà mình xem mà mình không chốt nhanh thì không còn nữa chị ạ. Bộ pyjama chính vì thế mà lâu nay em chả không lên là bởi vì là hết sạch rồi, không có được mà lên ấy. Set đỏ chị cầm bao nhiêu? Set kẻ đỏ em vừa cầm 569 chị Trâm Nguyễn ạ. Bạn ấy là mẫu mới hôm nay vừa mới lên lần đầu tiên đấy. Cho em xem bộ màu ghi đậm. Màu ghi đậm. Màu ghi đậm. Chị Minh ơi, màu ghi đậm là bạn nào hả chị? Đằng sau lưng của em chả có nhiều bạn nhưng mà có không có màu ghi đậm chị ạ. Em ơi mặc chỉ có xanh đậm thôi. Em ơi mặc bộ đỏ. Mặc bộ đó đỏ đi để chị chọn màu. Chị Hiền Vũ ơi, bộ đỏ là bộ nào hả chị Hiền Vũ? Bán lẻ áo mỗi đang mặc đi dạ. Bộ em chả đang mặc thì không có lẻ áo được rồi. Bộ này em lên nốt nhá. Bộ này là pyjama màu nâu chữ này. Chữ này cũng là thương hiệu này. Thương hiệu LV cho các chị mình nhá. Kiểu Louis Vuitton đúng không ạ? Bạn này có màu nâu và màu đen. Quần là quần dài, áo dài tay. Còn một bộ size S thôi 280.000. Cho chị nào mặc vừa. Chất liệu bộ, tất cả bộ này đều là lụa hết các chị ạ. Đều là lụa hết nhá. Có hai màu. Chốt cho em bộ này thì sẽ là chữ đen và chữ trắng. À thôi các chị. Chữ đen và chữ nâu dài tay. Chữ đen và chữ nâu dài tay. Em có 3. À bộ này em có một size S thôi. Bộ đấy em có một size S thôi ạ. 280.000. Hôm đó bảo miễn ship cho chị. Nay mới tạo đơn lại tính ship của chị à em chào ơi. Sao chị Nguyễn Phong lại bảo miễn ship mà lại tính ship là sao nhỉ? Để em kiểm tra chị Nguyễn Phong ơi, đơn hôm nào hôm nay hả chị? Hai đơn hôm nào để em kiểm tra. Hóng pyjama màu hồng mà hồng được ta. Pyjama dài tay em vừa lên một số mã đấy ạ. Còn ngắn tay thì có nhiều hơn. Nhưng cũng sẽ là họa tiết cũng là tương tự chữ họa tiết hoa. Ngắn tay thì cũng sẽ là như vậy. Pyjama hết sạch rồi không có hàng đâu các chị ơi. Tầm này bây giờ là ngay kể cả những cái bộ em lên lần đầu tiên và lần sau không bao giờ thấy nữa. Bởi vì hết sạch rồi. Nên là cái thời điểm nó rất là quan trọng. Các chị mình khi mà đã thấy mà đã thích rồi thì mình phải lên thật là nhanh. Còn nếu như mình cứ chờ mấy bữa nữa xem thì không có hàng đâu các chị. Năm 2 ký mình mặc mờ trên Mỹ Thanh Hương nhá. Có mẫu nào áo giống em mặc mà chân váy bút chì không? Mẫu áo giống như em mặc mà chân váy bút chì á chị. Chị ơi bộ bib nâu tây còn bộ nào không? Bib nâu tây còn bộ nào? Bib nâu tây thì con bộ kẻ nâu ít lâu thôi. Bib nâu tây cơ mà. Bib nâu tây thì lại kẻ nâu. Bib nâu tây và bib xanh than thôi. Không có cái than. Thế rồi ạ. Em có cái bộ bib nâu tây giống như hệt bộ em chà mặc nhưng mà chân váy bút chì. Hỏi bộ bib nâu tây thì là bảo là có kẻ nâu XL thôi. Thật sự là khó hiểu. Chị ơi có cái bộ y hệt như em mặc nhưng mà chân váy bút chì nhưng mà hết sạch rồi. Em đang tìm cho chị bộ đấy đấy. Chị Hiền ạ. Có bộ tay lỡ quần dài không em? Nếu như mà bộ quần hiện tại em đang có bộ này. Bộ quần ấy ạ, set bộ quần công sở ấy thì là phiên bản áo có tay, quần là quần ống đứng. Đây là set bộ quần này. Bạn này có hai màu, có xanh và vàng bò. Bộ đỏ em đang mặc ý. Bộ em đang mặc không có đỏ rồi chị Hiền. Bộ em đang mặc có đúng một màu nâu tây thôi. Set đang mặc là 569.000 chị ạ. À sorry em nhầm. Set em mặc là 599, set tiểu thư 599. Bộ lụa có XL không? Bộ lụa em có đến size L thôi. Pyjama chỉ có đến L thôi ạ. Bộ em đang mặc chị Trâm này, chị Trâm mới vào này, 569. Đơn hôm like kẻ nâu ý em. Em ơi kiểm cho chị xem, xong rồi vào kiểm ra ấy hàng, xong rồi vào kiểm cho chị xem đơn chị Phong xem nào. Vì những chị nào đọc tên là free ship rồi sao lại bảo tính phí ship. Chị Nguyễn Phong ơi để em trả kiểm tra nếu như mà em xác nhận là đúng ấy thì em bù cho mình đợt tới nhá. Là sẽ lại bù cho mình cái phí ship đợt tới ạ. Bởi vì chắc là bạn ấy lên đơn nhầm, các bạn ấy làm nhiều việc quá ấy. Chị xem xanh đậm em có S thôi chị. À có SL, S với L, XL. Ok để em lên cho mình nhá. Bộ em đang mặc thì chỉ có một màu thôi. Tìm cho chị với, em cũng đang muốn tìm nè. Em vừa hỏi xong em nhớ mà, nhưng mà em hỏi xong lại hết. Bộ này là bộ quần nhá, áo và quần 639.000. Chốt cho em bạn này là set bếp lăng, đồ công sở, áo quần. Chị nào muốn dồn đơn thì mình dồn. Màu xanh này thì trẻ,
Còn màu vàng bò kia thì em nghĩ là phù hợp với tất cả các chị mình luôn. Dòng này là dòng công sở cho em nhá, 639 ạ. Đây, các chị đang hỏi cái bộ xanh đậm này đúng không? Bộ này là bộ set ký giả, set ký giả xanh đậm. Bạn này em có 2S, 1L và 2XL. Set ký giả xanh đậm như các chị mình nhá. Hú, thế lại mua tiếp rồi. Khó nhở. Thế thì em bảo là bù cho mình phí ship vậy nha chị nhá. Bù chuyển khoản cho mình phí ship nhá. Em nghĩ là nên để cái phương án là để đợt sau cứ giữ lại. Không nhất thiết là phải mua ngay, nhưng mà giữ lại là mình có một cái đơn free ship nữa thì... Mà chị Nguyễn Phong ơi, mình bảo là mình gặp em Trà chỉ cần chuẩn bị hộp bao thôi mà, đúng không chị? Set em mặc trước ý kẻ ý em. À set đấy thì em mặc cả hai màu rồi chị ạ. Chị Hiền Vũ lát mình xem lại like nhá. Kẻ đỏ em mặc đầu like, kẻ đen em mặc giữa like rồi. Cả hai màu em đã mặc qua rồi chị nhá. Đó, bây giờ chị nào mình hỏi em cái set màu xanh đậm này. Bạn này là màu xanh đậm. Set ký giả, chốt cho em là set ký giả. Em có S, L và XL. 569 ạ. Set này có giá 569, một áo và một chân váy. Một áo và một chân váy cho em Trà nhá. Có một màu vàng, một màu xanh đậm. Còn màu vàng bò này thì có S với cả... Hai bạn này đều có size giống nhau các chị ạ. Đều có S, L, XL. Hình như là vàng bò hết L rồi thì phải. S với XL thôi. Bạn này, hai bạn này đều lẻ size nhá. Chốt cho em là set ký giả kèm size, kèm luôn cả màu của số điện thoại cho em. Đó. Chị Hiền Vũ ơi, mình thích thì em khuyên là mình nên lấy màu đỏ. Cái bộ mà ấy á, cái bộ kẻ hôm nay em Trà mới lên lần đầu ấy, mình có thể lấy cái bộ đỏ hoặc là mình xem lại like của em đi. Có khoác nam không em? Dạ khoác nam thì hiện tại không có rồi các chị mình. Em Trà sẽ tư vấn nốt cho các chị mình thôi, sau đó là em sẽ chuẩn bị kết thúc like rồi. Vậy nên là nếu như mà chị em mình thích cái sản phẩm nào, mình nhắn lại bên dưới để em Trà tư vấn nha. Em giới thiệu lại này, hôm nay bộ mới của em là bộ kẻ. Bộ kẻ này rất nhiều chị em mình đang cực kỳ thích luôn. Và bạn này thì màu đen là chuẩn bị cháy hàng rồi. Chị một bộ kẻ sọc đỏ size L dồn đơn. Ok chị Bùi Ngọc Hà. Kẻ sọc đỏ là bạn này này chị này. Bạn này em thấy là em đã bảo là chưa có mã nào em Trà livestream mà em bảo với các chị là càng nhiều khuyết điểm mình càng phải mặc bộ này cho em đâu. Chưa có mã nào em giới thiệu như vậy. Nhưng mà thật sự là các bạn này che khuyết điểm tốt lắm chị ạ. Che khuyết điểm rất là tốt nha. Có kẻ đen, kẻ đỏ, một áo và một chân váy. Có giá trên livestream sẽ là bao nhiêu ạ? 569.000 cho em bộ này. Chốt cho em là kẻ đỏ hoặc là kẻ đen nhá. Có bộ công sở quần áo không em? Em vừa lên chị Lê Nguyễn ạ, em vừa lên cái bộ xanh và bộ vàng bò đấy. Là bộ áo và quần, bộ công sở set áo quần rời. Chị Nguyễn Phong đã có lượt chia sẻ rồi. Hoặc là sau em bù cho chị Nguyễn Phong nha. Hay là bù hai đơn luôn, đúng không chị? Lần này là mình bị nhầm. Các bạn thì nhầm. Lần này các bạn ấy nhầm nhưng mà em Trà chụp lỗi luôn. Em bù cho mình hai đơn. Chị lấy đơn sau và đơn sau nữa đều được free ship, đúng không ạ? Nhớ nhá. Nhưng mà chị mua đợt nào cũng được, không nhất thiết là phải mua liền đâu, nhưng mà em sẽ bù cho mình hai đi. Bị nhầm một lần thì bây giờ sẽ bù thành hai luôn các chị, niềm vui nhân đôi luôn chị Nguyễn Phong nhá. Thế nên là mình yêu thương nhau lại từ đầu chị nhá. Xem vào ký giả, áo ký giả em còn 1S thôi chị ạ. Hết rồi, hết sạch áo ký giả rồi. Hello chị Huyền Nguyễn Thị, bộ em đang bộ đang mặc đẹp lắm. Chị Hạnh Hoàng ơi, bộ này là set tiểu thư, chị có bộ này chưa chị? Có trong tủ đồ bộ này chưa chị ạ? Em có sơ mi không? Có sơ mi luôn này chị này. Em có sơ mi hoa này, sơ mi chấm bi này. Chị thích bạn nào thì mình bảo em giới thiệu cho mình chị Vũ Mai Na nha. Cho chị xem lại tí đây, xem bộ quần này chị, bộ quần này đội em nhá. Chị nào vào sau thì các chị mình lên cái bộ mới nhất trong ngày hôm nay này. Bộ mới nhất là bộ kẻ đen và kẻ đỏ, kèm thêm một cái bản đai nữa. Bản đai này là đai cố định nhưng mà rất là lịch sự. Có thêm một cái bông hoa cài các chị em mình ạ. Thật sự là bạn này mình không chỉ mặc ở công sở đâu, các chị em mình mặc đi tiệc cũng được luôn. Bởi vì nhìn nó giống như một bạn đầm ấy. Nhìn cái set này rất giống đầm, không ai đoán được là set rời. Set rời giống như là mình có một áo, một chân váy đâu các chị mình ạ. Đây nha, em giơ lại bộ này cho chị Lê Nguyên, chị bảo chị xem lại một chút xíu này. À, áo sơ mi trắng á, áo sơ mi trắng thì em có cái bạn áo sơ mi cổ Đức, dáng ngắn mà dáng dài đấy. Em Trả lên nốt thôi, sau đó chuẩn bị kết thúc đấy các chị mình ạ. Em sắp kết thúc rồi. Bộ mẫu mặc có size gì vậy shop? Bộ em mặc có đủ chị ạ. À sorry em nhầm, bộ em mặc có ML, XL. Cứ tưởng là mình đang mặc bộ kẻ đen, kẻ đỏ. Bộ em đang mặc là có ML, XL hết S rồi chị Hồng Anh nhá. Bộ em mặc là bộ tiểu thư. Còn bộ chân tay của em Trà thì là bộ quần. Bộ này là có một áo và một quần này, set đồ công sở, dáng áo quần các chị nhá. Áo quần thì bao giờ cũng mang đến cái cảm giác dễ chịu nhất khi mà các chị mặc lên.
mình gọi là mình hoạt động, mình đi làm cũng thoải mái hơn. Bạn này có gam màu vàng bò và màu xanh, giải màu xanh rất là trẻ trung và sáng da nha các chị, hai màu. Có giá trên livestream là 639.000. Các chị chốt bạn này vui lòng mình để lại cú pháp. Tên sản phẩm cho em sẽ là Sát Pep Plum, kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại 639. Chị nào mình được đọc tên cũng sẽ được free ship luôn các chị nha. Bộ em mặc ý, bộ em mặc là bộ dập ly chị ạ. Bộ này là chốt cho em là dập ly nâu, xét tiểu thư. Nắng thế nào? Nắng nhau. Bộ này mình chốt cho em là bộ xét tiểu thư kèm size, kèm số à, xét dập ly nâu các chị em mình ạ. Sơ mi trắng dài em có má này chị này. Em la nốt cho chị cũng may nha nha. Sau đó là em sẽ kết thúc đây. Em sẽ chuẩn bị kết thúc rồi các chị mình ơi đây ạ. Sơ mi trắng dài tay cổ Đức, phiên bản này là dáng basic cho em nhé. Bạn này thì em chả vừa bỏ từ túi ra. Sơ mi này thì có chất liệu là siêu Nhật các chị mình ạ. Giá là 249.000. Sơ mi này, à đây rồi. Bạn này em chả vừa bỏ từ túi ra. Đây, em treo các chị mình. Cái bạn này là bình thường em chả highlight này. Chất như này là mới đẹp này các chị này. Còn vừa rồi là em chả bỏ từ túi. Nhưng mà trước tiên là khi mà các chị mình nhận hàng thì em nghĩ là các chị nên bỏ ra mình là qua cho em. Sau đó sử dụng thì không cần phải là nữa. Bởi vì chất liệu siêu Nhật như thế này thì cũng sẽ giúp các chị mình là chống nhăn rồi. Và vô cùng là thoáng mát và nhẹ. Sơ mi dài tay là 249. Chốt cho em là sơ mi trắng dài tay kèm size, kèm số điện thoại. Đó ạ, bạn này thì em chả review bạn này rất là nhiều lần rồi đúng không các chị? Phiên bản này mặc lên thì các chị toàn lấy hai chiếc, lấy một dài một ngắn luôn. Set dập ly em mặc chị Anna và chị Huy Hoàng Lâm. Set em mặc có MLXL. Giá trên like sẽ là 599 các chị ạ. Set em mặc là 599 nha. Và bạn áo sơ mi trắng ngày hôm nay cũng sẽ là cái mã sản phẩm cuối cùng rồi. Vậy nên là các chị mình quan tâm bạn nào đi nữa thì mình xem lại live stream. Mình xem lại live stream sau đó là mình nhắn tin trực tiếp vào fanpage nhé. Cái fanpage em chả đang live đấy ạ. Hàng thời trang công sở iMode ấy, là các chị mình nhắn tin trực tiếp để được tư vấn hoặc là được lên đơn. Bởi vì em sợ là chốt trên live ấy thì không thể nào mà hết được 100% đâu chị ạ. Bộ em mặc hết size hết rồi, bộ em mặc chỉ có size M trở lên thôi. Cộc tay hả chị? Cộc tay là có giá là 199. Sơ mi cộc tay thì có đầy đủ form size. Chất liệu dài tay và cộc tay là bằng nhau hết. Đều là chất liệu siêu Nhật giống y hệt nhau. Chỉ khác là một bạn là có tay, một bạn là ngắn tay thôi. Cổ là cổ Đức. Mình chốt cho em là sơ mi chẳng ngắn tay. Ngắn là 199, dài là 299. Form ngắn này thì toàn form ngắn, form dài đều được chất ly các chị nhá. Và mã sơ mi ngắn dài ngày hôm nay cũng là cái mã được lên cuối cùng trong buổi live rồi. Thế nên là các chị em mình ơi, mình có thể dành thời gian mình xem lại live stream cho em, đồng thời là gì ạ? Mình nhắn tin vào fanpage để được tư vấn, hỗ trợ form size. Còn bây giờ thì cho phép em chào gửi lời chào này các chị em mình nha. Hôm nay thì cũng là ngày thứ 3 đúng không các chị? Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, mai thứ 4. Mai thứ 4 thì em hứa hẹn với các chị em mình, nếu như mà em sắp xếp kịp nha, hẹn các chị em mình vào trưa ngày mai lên một bộ quần. Lên một bộ quần để có thể quẩy gọi là nhiệt tình nhất có thể. Đúng chưa đấy nha. Set quần các chị nhá. Mai em lên set quần và set một quần và một áo. Set đấy thì em chả đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà tuy nhiên để em đính chính lại xem, kiểm tra lại xem là mai có về kịp hàng không. Nếu như mà về kịp thì em lên này. Và nếu như mà chị nào thích cái bộ này thì chốt cho em nha. Set dập ly nâu. Còn bây giờ thì em chả sẽ kết thúc live stream để dành những cái đơn hàng ngày hôm nay để các chị em mình có thể nhắn tin trực tiếp vào fanpage để chốt đơn nhá. Bộ váy em mặc có giá là 599 chị gái ạ, chị Ngọc Loan ạ. Các chị em mình xem lại like của em đi. Vì hôm nay có cái bộ kẻ đầu like cũng đẹp lắm. Bộ kẻ đấy trẻ lắm chị ạ, không cổ nhưng mà mặc lên rất là trẻ trung. Cực kỳ lịch sự luôn. Còn bây giờ thì em kết thúc đây, bye bye mọi người nha. Hẹn gặp lại các chị em mình vào trưa ngày mai đi ạ.